Vâng, thì chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Đấy thì cái dòng mũ và thắt lưng thì Hà mới xốp tiếp tục lại vừa về xong cập bến đấy nhá. Đấy, hàng nóng hổi vừa về xong quay luôn lên báo giá cho bác luôn. Đấy, thì bác nào có nhu cầu về cái mã hàng này thì vui lòng liên hệ trực tiếp em nhá. Số điện thoại thì em đang để trực tiếp ở trên mình, các bác gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Đấy, dòng thắt lưng dù quân đội Mỹ và mũ của Mỹ nhá, rất chất lượng luôn. Đấy, em sẽ đi vào quay chi tiết và báo giá. À, cái này em báo giá luôn nhé, báo giá luôn thì bác biết luôn này. Đấy, thì bên em sẽ bán đồng giá luôn là mũ và thắt lưng là bán đồng giá luôn là cứ 60 ngàn một cái, 60k. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng dù của Mỹ nhá, giá sẽ là 60 ngàn và mũ này bên em cũng đang bán đồng giá luôn với bác là 60k luôn, 60k. Đấy, mũ cũng 60, thắt lưng cũng 60 luôn. Đấy, thì các bác thích cái phong cách quân đội này. Đấy, phong cách kiểu dạng ngầu ngã quân đội này. Đấy, kiểu dạng chất này thì các bác mua trong cái combo này quá đẹp luôn. Đấy, đây là mũ nhá. Đấy, mũ dàn di cực kỳ đẹp USA này, đó quá xịn luôn. Chất liệu 100% là cốt tông, có phần vải lưới này, vải lưới các bác đội rất là thoáng đầu luôn nhá, và có cái phần điều chỉnh đầu, cái cỡ đầu của bác nhá. Đấy, thì các bác về xem cỡ đầu mình như thế nào thì các bác điều chỉnh bằng cái miếng này. Đấy, nó có thể thu ra, thu nó kiểu cho thu vào và cho to ra được các bác nhá. Đó là điều chỉnh vòng đầu. Mũ thì lên form đội rất đẹp luôn. Đấy, mũ dàn di rất chất lượng nhá. Đấy, xào siêu thứ ok ngon lành luôn. Đường kim mũ chỉ rất nét, rất đẹp nhá. Mũ dàn di Mỹ, con này các bác đội thì cực kỳ chất lượng rồi, rất đẹp. Đó. À, giá là 60 ngàn nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là mũ dàn di. Đấy, mũ dàn di đang gửi bác là 60 ngàn. Ngoài ra thì đó là dòng thắt lưng. Thắt lưng dù quân đội này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây. Mai hàng tiếp tục về, hàng cũng nguyên nguyên bịch nguyên túi mới căng luôn, quá chất lượng gửi bác luôn nhá. Con này thì bên em cũng đang bán đồng giá luôn là 60 ngàn. Đấy, các bác lấy cái nào thì các bác nhá. Đây dòng thắt lưng của quân đội US này, 1966 này, rất chất lượng luôn nhá. Con này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, riêng cái dòng này thì niên hạn em bảo hành cho bác 10 năm luôn, dùng không bao giờ lo hỏng nhá, vì cái dòng dù này nó quá là bền, nó không có gì hỏng các bạn, nó siêu bền luôn. Đây có nhìn này, dù rất dày mà nó bện đẹp cực kỳ luôn. Đấy, và cái phần đầu này bọc một cái lớp da để khi mà các bác xài nó không lo nó bị bung hay nó bị xù cái phần dù ra. Phần mặt thắt lưng này cũng rất đẹp luôn, mặt là mặt kim loại nhá, và cái phần khóa lẫy cài khóa cũng rất là dễ dàng sử dụng, rất là dễ mở dễ đóng nhá. Thì các bác chỉ việc là xỏ dây thắt lưng vào này. Đấy, mở cái này ra, xỏ dây thắt lưng vào. Đấy, và các bác điều chỉnh cỡ sập này xuống, thế là xong. Đấy, các bác giật cho em thoải mái luôn, giật thoải mái luôn nhá, cực kỳ chắc chắn, và lúc nào các bác không dùng nữa các bác tháo ra mở em ra, thế là xong. Rất ok, thao tác rất nhanh gọn mà rất dễ dàng sử dụng nhá, mà lại còn chắc chắn đẹp bền các bạn. Đấy, nói chung là đúng chất là ngon bổ rẻ và bền luôn đấy, bền bỉ, hàng của Mỹ thì yên tâm về chất lượng rồi. Đó thì thắt lưng dù này thì thắt lưng dù dàn di của Mỹ nhá, bên em đang gửi bác giá sẽ là 60 ngàn một cái, còn mũ thì cũng là 60 luôn. Đấy, các bác cứ lấy cái nào thì báo cho em, hoặc các bác có thể lấy cả đôi này về xài được. Đấy, mũ là 60, thắt lưng 60 nhá. Rồi qua nhanh cái mã hàng tiếp theo. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã hàng vòi nối này. Các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái vòi nối nhá, để về các bác lắp vào cái bồn chậu rửa bát cho mình, rất tiện dụng luôn mà rất là hay nhá. Con này nó có thể thay đổi rất nhiều chế độ khác nhau. Em báo giá luôn. Lên mã thì em sẽ là cái vòi nối lắp vào cái chậu rửa bát nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi, 30k một cái con vòi nối này. Đấy, bình thường là các bác những cái vòi nối thì các bác rẻ tiền, nhưng các bác mua thêm cho em một cái vòi nối để 30.000 lắp vào là đúng như thành một chiếc vòi đắt tiền luôn. Đấy, dùng rất là hay nhá. Đây em móc cho bác coi này, con này thì dễ dàng lắp đặt lắm. Về các bác ở đây nó có cái đầu silicone. Đấy, về các bác ấn vào cái nó co giãn mà, về các bác ấn vào cái vòi nước như mình, sau đó các bác sử dụng thôi, cứ thế xả nước ra. Và đây là nó sẽ có chỉnh các chế độ này, chế độ ra một này hoặc chế độ ra nhiều tia nhá, nước ra rất khỏe, rất đều luôn, rất thích dùng, rất ok. Và ở đây nó có phần lò xo, các bác có thể bẻ uốn cong đi, uốn đi uốn lại, rất ok. Đấy, giá là bình dân thôi, 30k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là vòi nối. Đây coi nhá, đây cái vòi anh em là cũng dạng vòi đều thôi nhá, nhưng anh em lắp con này vào thì ngang với lại vòi tiền triệu luôn ạ, dùng thích cực kỳ. Đây em mở nước cho các bác coi này. Đấy, đây không? Nước ra rất đều, và các bác có thể là điều chỉnh các hướng này. Đấy, lăn léo này. Đấy, lăn léo các hướng các kiểu nhá, và các bác có thể điều chỉnh cái vòng này. Đấy, nó ra bằng kiểu một tia này, hoặc là các bác muốn ra nhiều tia nhỉ, tùy nhu cầu nhé. Nước ra rất đều khỏe luôn, và nó rất là hay, nó có thể bẻ uốn như cách xuống kiểu này. Đấy, ngoáy vùng quanh cái chậu rửa này luôn, rất ok, rất là hay. Đấy, 30 ngàn một cái thôi, về lắp vào cái chậu rửa bát hoặc những cái vòi nước như mình xài dùng cho hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây kẹp gấp này.
cây này về dùng các bác về dùng có hay có cái món nướng cá nướng thịt các thứ giờ các bác về dùng cho em. Đấy, nướng cá hoặc là rán cá hoặc là nướng thịt nhá. Đấy, bình thường là các bác cứ hay phải dùng đũa các bác lật thì nó rất là khó lật, thì các bác mua cho em cái này về. Đấy, nó rất là hay, các bác xúc nó vào cho các bác lật nó lên ok. Đấy, ví dụ đây em có một cái miếng cá rán này mà hoặc là miếng thịt nướng này. Đấy, các bác xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đấy, lách xúc nó vào lật lên thế xong đây. Đó, xúc nó vào này, đặt lên cái ok luôn, rất hay nhá. Mà giá thì bình dân thôi, chỉ có 20.000 một cái này thôi. Đấy, 20k một cái kẹp gấp nha các bác, lên mã cho em sẽ là cái kẹp gấp dùng để nướng thịt này, rồi là mình rán cá này, nướng thịt nướng tiếp những thứ rất ok luôn. Giá bên em đang gửi bác là 20k một cái nhá, lên mã cho em sẽ là cái cây kẹp gấp 20k. Đấy, 20.000 một cái này thôi, giá hạt rẻ mà bình dân, dùng nhà bếp nhà giáp có thứ dùng rất là hay. Đấy, dùng gia đình như mình. Đấy, xúc vào cái là tính cái ok rồi, 20k một cái. Cái cây gãy lưng thì hàng bên shop tiếp tục hàng về này, và em báo giá luôn, cây gãy lưng này thì giá bình dân thôi, 10.000 nhá, 10.000. Đấy, 10k lên mã em sẽ được cái cây gãy lưng nhá, 10.000 một cái cây gãy lưng này. Đấy, về các bác dùng để gãy lưng, bình thường là lưng hay là đằng sau những cái chỗ mà các bác không với tay các bác gãy rồi các bác mua cho mấy cây về. Đấy, nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, rất tiện dụng luôn nhá. Cái phần đầu nó dạng nhựa sừng các bác, gãy rất là êm. Đấy, vừa gãy lưng vừa massage. Đấy, kéo dài ra thu ngắn vào, chỉ có 10.000 một cây thôi. Đấy, giá hạt rẻ bình dân mà dùng hay lắm. Đó, 10.000 một cây gãy lưng thôi nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái cây chổi cọ đen này. Cây này em bán nhiều lắm. Đấy, mà dùng rất là hay. Về các bác có những vị trí ngóc ngách các thứ rồi, các bác dùng thì các bác cọ các bác chải sạch lắm. Đấy, đây nó có dần rất nhiều những cái sợi cước khác nhau này. Con này thì dùng rất là bền rồi. Đó, về các bác dùng cọ ngóc ngách những chỗ vị trí khe kẽ là các bác cho vào, các bác đưa vào các bác cọ nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái cây chổi cọ đen. Đấy, bên em đang gửi bác giá cây này thì chỉ có là đi 15k thôi. Đấy, 15.000 cho một cái cây chổi cọ đen này, 15k một cây. Về các bác xài cọ ngóc ngách các thứ rất ok. Đấy, lên mã em sẽ cây chổi cọ đen nhá. Đây các bác cùng coi thực tế về sản phẩm này. Đấy, ví dụ những cái chỗ ngóc ngách này, đấy các bác cọ, đấy cọ rất sạch luôn, khe kẽ này. Đấy, những cái bình thường là những cái vị trí khó là những cái chổi to các bác không thể luồn lách được, nhưng mà con này nó nhỏ nhỏ nên là các bác có thể luồn lách vào những cái vị trí khe kẽ, các bác sử dụng các bác cọ rất là sạch nhá. Đây, đấy, dùng rất ok. Đây, đấy, thực tế về sản phẩm này, nhỏ nhỏ nhưng mà có võ nhá. Đấy, những cái khe kẽ nhỏ nhỏ các bác luồn lách vào dùng ok lắm. 15k một cây thôi nhá, chổi cọ đen. Bộ lấy giấy tai nhá, bộ lấy giấy tai báo giá bác luôn. Bộ này thì đang có giá là đi 20.000 nhá, 20.000 bộ thôi. Đấy, 20k bộ này. Bộ lấy tai rất nhiều món về các bác dùng để lấy giấy tai. 20k một bộ lấy dây tai nha, đựng trong một chiếc hộp rất là nhỏ gọn xinh. Các bác có thể móc làm móc chìa khóa luôn. Đấy, hoặc là mình có thể bỏ túi sách mani chơi đi du lịch, hoặc là mình sử dụng đa năng di chuyển dễ dàng. Đấy, hoặc các bác để ở nhà, bác nào thích dùng riêng tư không muốn dùng chung với ai, các bác có thể mua một bộ này về. Đấy, mình để dùng riêng ra, một bộ rất ok. Một bộ này gồm rất nhiều món khác nhau nhá. Gồm đây, gồm những cái đầu tròn này, đầu lò xo, cái đầu lò xo là lấy thích lắm này. Đấy, các bác gãy ngứa các thứ dùng cái đầu lò xo là thích lắm. Đấy, rồi những cái đầu để lấy dây tai thứ này. Đấy, gồm rất nhiều đầu khác nhau nhá, đựng trong một chiếc hộp. Cái lọ nhỏ nhỏ xinh nha. Đấy, có phần móc đeo chìa khóa luôn. 20k nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ lấy dây tai. Đấy, bộ lấy dây tai chỉ có 20.000 thôi. Giá hạt rẻ dễ mua. Cây kìm cắt da chết này. Đấy, kìm cắt da chết hoặc là các bác về bấm móng tay cũng được, các bác cứ lên mã em sẽ cái cây kìm kìm cắt da nhá. Đấy, kìm cắt da đây. Đấy, những cái chỗ da thừa, những cái chỗ xước màng rô nó da nó thừa ra nhẹ này, các bác dùng thì các bác bấm này. Đấy, các bác dùng thì các bác bấm cái này ở trong spa thì biết các thứ là này dùng. Đấy, các bác bấm rất ok. Rồi là những cái móng tay móng chân các bác cũng có thể bấm ok luôn. Đấy, móng tay móng chân cũng có thể cắt ngon này mà con này luôn. Đấy, sắc lắm, sắc cực kỳ luôn mà cắt ngọt cực kỳ. Đấy, bấm rất ngon nhá. Đấy, thì cây này thì em báo giá luôn, các bác cứ lên mã em sẽ cái cây kìm cắt da chết này. Đấy, kìm cắt da chết nó mạ vàng rất đẹp nha, giá của nó sẽ là đi 35.000 một cây nhá, 35.000 một cây kìm cắt da. Đấy, kìm cắt da nhá, nhớ giúp em mã là kìm cắt da, kìm cắt da đó. 35k một cái cây kìm cắt da này. Đấy, 35.000 một cây. Chuyên để các bác cắt móng tay hoặc là cắt những cái da thừa, những cái chỗ xước mang dù giờ các bác cắt rất ok. 35k một cây. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái bộ keo vá lốp này. Đấy, về lốp xe các bác này mình nó bị rách hoặc nó bị bể ra, để các bác mua cái lọ keo về các bác vá cho em. Đấy, vá lốp xe máy, lốp ô tô ok luôn nhá. Đấy, nó là dạng keo nhá, dạng keo. Thì về các bác bóc ra sau đó các bác bơm ra. Đấy, và các bác
phết vào các bác xài thôi. Đấy, một cái bộ keo vá lốp này bên em đang gửi bác là 40.000 các nhá, 40.000 một cái tích keo vá lốp này. Đây, ở bên trong nó có cả những phụ kiện đi kèm này. Đấy thì là 40k. Cứ lên mã cho em sẽ cái lọ keo tiếp keo vá lốp nhá, 40k các nhá. 40k một cái tiếp keo vá lốp các phụ kiện đi kèm là 40.000 một bộ này. Đấy, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này, dùng hai lóc này. Bạn sẽ tiết kiệm được hàng chục triệu đồng với lọ keo vá lốp này. Lốp xe bị thủng hoặc bị rách nhẹ thì chưa cần thay mới mà hãy mua ngay lọ keo vá lốp này. Cách sử dụng thì cực kỳ đơn giản, chỉ cần bôi keo vào chỗ cần vá và đợi keo khô sau 1 đến 2 tiếng là dùng được ngay. Keo có chất liệu siêu dính từ sợi cao su nên vẫn đảm bảo được độ đàn hồi và bền bỉ cho lốp xe. Bác nào cần thì bấm vào biểu tượng cạnh dấu mũi tên để mua nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, 40k một cái tiếp keo vá lốp nha, 40.000 tiếp. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái tấm cọ lưng silicone này. Cái lên mã em sẽ cái tấm cọ lưng silicone nhá. Cái này về dùng hai lắm. Đấy, về các bác về dán vào trên tường nhà tắm này hoặc các bác để mình để dưới cái mặt sàn của nhà tắm được. Đấy, các bác dùng để kỳ cọ lưng này. Rồi là kỳ cọ vừa massage người ngậm chân tay rất thích luôn. Đây nó có những cái gai này. Đấy, vừa kết hợp kỳ sạch cái làn da bác nhá. Đấy, cũng như là massage. Đấy, dùng rất là êm ái ok luôn mà sạch cực kỳ. Đấy, chất liệu bằng silicone nên là không lo thấm nước nhá các nhá. Thì dùng xong các bác rửa sạch phơi đi là ok. Đấy, và đây đằng sau nó có những cái mút đệm mà hít kính hít đá này. Đấy, về các bác có thể dính cái tường là ok luôn. Hoặc các bác để dưới sàn nhà tắm thì ok luôn nhá. Đấy, thì em báo giá luôn một cái tấm này bên em đang gửi bác là 30.000 các nhá, 30.000. Các bác cứ lên mã giúp xem sẽ là cái tấm cọ lưng silicone. Đấy, tấm cọ lưng silicone. Giá của nó sẽ là 30k nhá, 30k một cái tấm cọ lưng silicone nha. Đấy, 30.000. Về các bác dán lên. À, cọ lưng các thứ sạch lắm. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây các bác cùng xem này. Đấy, dán tường này. Đấy, cọ lưng này, kỳ cọ lưng các nhá. Kỳ cọ lưng, kỳ tay này. Đấy, kỳ chân, kỳ trước này. Đấy, rồi có thể dán dưới thảm này. Các bác vừa kỳ cọ vừa massage, dùng xong rửa sạch sẽ đi cái là ok. Đấy. Rồi ok các bác nhá. 30k nhá. Tấm cọ lưng bằng silicone có những cái gai nhỏ này. Dùng thích lắm. 30k một tấm. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái hộp thuốc chuột của Thái này. Đấy, hộp này đi em báo giá luôn 30.000 nhá, 30.000 một cái hộp thuốc chuột nha của Thái nha. Đấy, đó là một cái túi bên trong. Đấy, dạng thuốc viên màu hồng. Cái này thì về các bác có chỗ nào có chuột các bác cứ giải ra cho nó ăn thế là xong. Đó, con này bán nhiều mà nhạy lắm. Đấy, hàng của Thái nha, rất xịn xò ok luôn. Chuyên các bác dùng để diệt chuột nhá, chuyên dùng để diệt chuột. Đó, hàng bán chạy top 1 của Thái đấy. Đó, hàng một cái túi này được là 80g, một túi này được 80g. Đây 80g này. Đó, lên mã em sẽ cái thuốc chuột của Thái Lan nhá. Đấy, thuốc chuột Thái Lan. Bên em đang gửi các bác là 30k. Đấy, 30k một cái hộp thuốc chuột Thái Lan nha. 30.000 một hộp các nhá. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái bật lửa đồng hồ này. Về các bác sử dụng này, các bác mua về biếu tặng làm quà này, mua về sưu tầm rất là đẹp luôn. Đấy, con này là bật lửa kết hợp với có cả đồng hồ luôn. Đẹp lắm. Đây. Đó, đấy, có phần mặt đồng hồ này. Đấy, phần số la mã rất đẹp nhá. Đấy, về các bác sử dụng ấn vào cái là nó chạy luôn này, đây, hiện tại đang chạy này. Đó, và các bác xài thì về bơm ga nhá. Hiện tại thì bên em bán là chỉ có nguyên bật lửa không thôi, không có kèm ga nhá. Về các bác tự bơm ga vào. Đây nó có lỗ bơm ga, các bơm ga vào cái lỗ này là các bác xài thôi. Đấy, và khi mà các bác bật lên thì nó sẽ đẩy cái này lên. Đó, và đồng thời nó sẽ sáng cái đèn của cái đồng hồ lên. Đấy, con này là vừa có hộp quạt bật lửa để các bác xài, vừa có đồng hồ để các bác tiện theo dõi thời gian, rất tiện dụng nhá. Đó, về bơm ga và là xài thế thôi, đồng hồ là chạy sẵn rồi cô nhá. Giá thì em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái bật lửa đồng hồ nha. Đấy, bật lửa có cả kèm đồng hồ luôn là 90.000 một cái nhá, 90.000 một cái. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng, đấy, mua về sưu tầm, bật lửa đồng hồ giá 90.000. Đấy, 90k nhá, 90k. Đó, rất đẹp luôn, đựng trong chiếc hộp rất đẹp, rất xịn xò này, 90k một cái. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái mã, đó là cái cây hút thiếc này. Đấy, lên mã em sẽ cái cây hút thiếc nhá, cây hút thiếc này. Giá của nó sẽ là 30k. 30.000 một cái cây hút thiếc nha. 30.000 một cây. Về các bác xài. Các bác muốn vệ sinh cái mối hàn cho nó sạch sẽ này. Đấy, các bác mua cho em mấy cây hút thiếc này về. Đấy, lúc nào các bác cần hút các bác ấn cái này cho em xuống, ấn xuống. Đấy, vào lấy cái bắt đầu các bác dí vào cái chỗ mà mối hàn các bác cần hít, các bác bấm cái. Đấy, phịch cái là sẽ hút thiếc vào. Đấy, hút thiếc vào rất sạch luôn. Đó, rất tiện dụng nhá. Chuyên dùng để các bác vệ sinh những cái mối hàn cho sạch sẽ. Đấy, bình thường là các bác hàn các thứ rồi. Đấy, lúc mà những cái thiếc thừa các bác muốn hút ấy, thì nó rất là khó. Để các bác mua cho em cái dụng cụ để về dí vào, bấm đấy, phịch cá đấy nó sẽ hút lên nhá. Con này hút mạnh lắm. Đó, các bác nghe tiếng kêu biết rồi. Đấy, bịch. Đó, kêu rất to luôn, hút rất khỏe nhá, lực hít khỏe lắm. Đó thì
đang gửi bác là 30k, lên mã nhé, giúp cho em sẽ là cái dụng cụ để các bác vệ sinh mũi hàn, hút thiếc nhá. Cứ lên mã nhé, em sẽ được cái cây hút thiếc. Cây hút thiếc bên em đang gửi bác là 30.000 một cây hút thiếc nha. Đấy, 30k, hàng mới nguyên vỉ luôn. Đó, 30k một cây hút thiếc. Và tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bao tay lái xe. Lên mã thì em sẽ được cái bộ bao tay lái xe để về chuyên bác dùng để đi lái xe lái cộ rất ok luôn. Đấy, em báo giá luôn nhá. Một cái bộ bao tay lái xe này bên em đang gửi bác giá rất bình dân. Bao tay lái xe giá của nó sẽ là 50.000 một đôi nhá. 50k một cái đôi bao tay lái xe này. Đấy, bác nào ở miền Bắc thì đi cho nó ấm tay. Đấy, đợt này vẫn đang còn mùa đông rất là lạnh. Đấy, các bác đi cho ấm tay. Bác nào miền Nam thì đi dùng, mình dùng để chống nắng. Đấy, chống tiêu UV, tia cực tím, chống nắng rất tốt luôn. Bác nào miền Bắc thì giữ nhiệt, miền Nam thì chống nắng. Rất ok. Đây, thì về các bác chỉ việc đeo vào sau đó là các bác sử dụng thôi. Chuyên dùng để các bác cho các bác lái xe máy nhá, đi rừng, đi phượt, đi chơi ra. Đấy, lái xe ngoài trời nhiều. Đấy, vừa bảo vệ đôi tay các bác này, giữ ấm, giữ nhiệt, chống nắng các thứ này. Ở phần này thì nó sẽ có một cái lớp cao su chống chân trượt, nên các bác khi mà các bác cầm tay lái nó rất là thật tay. Đó, và ở cái phần đầu này là cái phần đầu ra, ví dụ các bác có bấm điện thoại là các bác vẫn có thể bấm được luôn. Đấy, ví dụ như cái điện thoại cảm ứng ấy là các bác vẫn có thể dùng, các bác bấm được luôn. Tại vì cái phần đầu này nó bọc ra này. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp, trang nhã lịch sự nhá. Đó. Đây em sẽ đi cho bác cả đôi này. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy. Thì các bác đi, các bác kéo khóa lên cho em là xong, chắc chắn ok. Đó, về các bác dùng để lái xe là kiếc rất ok. 50k một đôi nhá. Lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay lái xe. Đó, bên em đang gửi bác một cái đôi bao tay lái xe đẹp nha. Giá nó chỉ có 50.000 thôi. Giá rất hạt rẻ luôn. 50k một đôi nhá. 50k. Đó, giá rất bình dân. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái miếng xốp mút rửa bát này. Đấy, cái này về chuyên bác rửa bát, rửa xoong, rửa nồi rất tiện dụng luôn. Một cái combo thì một cái combo này sẽ gồm có là 3 miếng. Đấy, và bên em đang gửi bác một cái mức giá nó rất là bình dân. Nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, 10.000 nhá. Lên mã cho em sẽ là cái bộ combo 3 miếng xốp mút rửa bát nhá. Đấy, xốp mút rửa bát thì đây. Đấy, một cái combo sẽ gồm 3 miếng này. Nó sẽ gồm có một cái mặt mút nha để các bác dùng để rửa cọ rửa bình thường, và một cái mặt đầu dạng nhám nhám để các bác ví dụ những cái phần vết bẩn các thứ ra. Các bác dùng để các bác chà. Đấy. Ngoài ra thì cái con này nếu mà các bác không dùng để rửa bát thì mình có thể dùng cái miếng này, các bác dùng để đánh bóng. Đấy, mình cho những cái đồ cana thứ vào đây, các bác dùng để đánh bóng đồ vật các thứ rồi. Các bác dùng cái miếng này các bác cũng dùng ok luôn. Nói chung nó ứng dụng được trong nhiều việc nhá, ứng dụng nhiều việc. Thì các bác cứ lên mã duy em sẽ là cái combo 3 miếng xốp rửa bát nha nhá. Đấy, là một combo bên em bán theo một combo 3 miếng này. Với giá nó chỉ có 10.000 thôi. Đấy, lên mã em sẽ là cái xốp hút rửa bát nhá. Đấy, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng. Xốp rửa bát này, miếng xốp mút rửa bát 3 miếng nhá, 3 miếng. Giá của nó sẽ là 10k cho 3 miếng nhá, chỉ 10.000 thôi. Giá rất hạt rẻ bình dân luôn. Tiếp theo thì lên luôn cho bác cái mã hàng bên em bán cực kỳ chạy đợt này, đó là cái bộ tô vít đóng nhá, hàng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, tô vít đóng thì tại bên em đã có hai mã, là một mã đầu cộng này. Đấy, tức là đầu ba ke nhá, đầu ba ke, đầu bốn múi nhá. Đấy, đầu cộng này. Và một cái mã nữa là cái mã đầu trừ nhá, mã đầu trừ đây, mã đầu trừ. Đây là mã đầu trừ này. Đấy, toàn bộ đầu này thì đều có được tích hợp từ tính nhá. Đây phần đầu đóng nó đây. Cái này thì về nhiều bác hỏi bên em là có đóng được không, thì em nói luôn là em đang quay tên của nó, tên nó của nó luôn là tô vít đóng mà, nên là về các bác cứ đóng cho em, có đóng cho em thoải mái luôn. Đấy, yên tâm nhá, cực kỳ là chắc chắn luôn. Đây, hàng của Kabushi Japan. Đấy, thì bên em sẽ bán theo là lẻ từng cây một, thì bên em sẽ bán lẻ một cây này sẽ là 30.000, và đầu cộng đầu trừ là bằng giá nhau hết luôn. Đấy, thì các bác cứ lấy cây nào thì cứ báo cho em nhé. Các bác lấy cây cộng thì báo cho em, lấy cây đầu trừ thì báo cho em nhé. Đấy, còn đồng giá thì cứ là 30.000 một cây. Cây này thì chiều dài của nó, tổng chiều dài của nó rơi vào là tầm là 30 cm nhá, 30 cm một cây. Đấy, từ đầu này là 30 cm nhá, với mức giá là 30.000 một cây thôi. Đấy, rất là hay. Đấy, về các bác dùng vừa, nếu mà các bác không dùng để đóng thì mình có thể là dùng để xoáy. Đấy, còn nếu mà không xoáy thì mình có thể đóng. Đấy, nói chung là một công đôi việc, để ứng dụng trong nhiều việc nhá, rất là tiện dụng luôn. Mà giá nó bình dân, nó chỉ có 30.000 một cây thôi. Lên mã duy em sẽ là cái cây tô vít đóng nhá. Đấy, cây tô vít đóng đang gửi bác là 30.000 một cây nhá. Đấy, 30.000 một cây, đầu cộng đầu trừ nhá. Đấy, lấy đầu nào thì các bác cứ báo nha. Đấy, lấy đầu nào thì báo nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lọ kem tẩy xoong nồi này. Đấy, lọ kem tẩy xoong nồi nhá, lọ này bên em bán rất là chạy luôn. Đấy, với mức giá thì cực kỳ bình dân, nó chỉ có 20.000 thôi. Về các bác dùng để mình tẩy xoong tẩy nồi rất là tiện dụng mà rất là dễ dùng nhá. 20k nhá. Lên mã thì em sẽ cái lọ tẩy xanh nhá. Đấy, lọ tẩy xanh. Đấy, vì hộp của nó màu xanh thì em gọi luôn là mã sẽ là hộp tẩy xanh nhá, hoặc là cái hộp để tẩy xoong nồi. Đấy, tẩy bẩn xoong nồi nhá, cặn bẩn, cặn dầu mỡ thứ rồi, rất là sạch. 20k một lọ nhá. 20k một hộp như này, một hũ như này. Đấy, thì về các bác chỉ việc là mở hộp ra, sau đó là cái xoong, nếu mà các bác bẩn ấy thì các bác
tráng qua một lượt nước đi cho nó ướt. Đấy, sau đó các bác dùng cái bột này các bác phết lên. Đấy, phết lên và các bác dùng cái miếng cọ son ấy, cái miếng cọ son bằng sắt ấy, các bác kết hợp với cái bột này các bác dùng rồi các bác đánh nhá. Đấy thì nó rất là sạch luôn. Đấy các bác càng đánh nó càng bóng, càng đánh nó càng sạch. 20.000 thôi các bác nhá, 20.000 một hũ tẩy xanh tỏi tẩy xong rồi. Đây cho các bác xem cái video thực tế về sản phẩm hướng dẫn các bác xài luôn này. Đấy, các bác cùng coi này. Đây. Đó, đây lại chút. Xong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch. Sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem đó, thực tế về sản phẩm nhá. 20k một hũ nha, 20k một hũ tẩy xanh tẩy xong nồi nhá, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác mã hàng đó là cái cây dao vàng. Cây này thì về chuyên dùng cho bác dùng để gọt hoa quả nhá, rất tiện dụng luôn. Đấy, con này thì em không rõ là dùng dòng thép gì nhưng mà nó lại hay của sản phẩm, cái hay của sản phẩm này thì cực kỳ sắc mà nó sắc rất là lâu, mà thứ hai là nó không bị rỉ. Đấy, vì cái sản phẩm thực tế thì em dùng hơn năm nay một cây này em lấy dùng thử rồi. Đấy, rất sắc luôn, sắc lâu mà lại là không bị gì nhá, không bị gì. Đấy, cực kỳ sắc bén, các bạn nhìn cái phần lưỡi này. Đấy. Con này thì chiều dài nó khoảng tầm 20 cm, nó rất là nhỏ gọn. Đấy, tay cầm cán gỗ nhá, rất nhỏ gọn, các bác chuyên dùng để các bác gọt hoa quả cho em, rất tiện dụng luôn. Giá thì cũng rất là bình dân, 20.000 một cây thôi, 20k nhá, 20k một cây dao vàng nhá. Đấy, các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái cây dao vàng nhá, cây dao vàng. Cây dao vàng này, đang gửi bác là một cái cây dao vàng này là chỉ có 20k thôi. 20k một cây dao vàng. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân mà cực kỳ sắc mà lại không bị gì nữa nhá, không bị gì. Đấy, các bác dùng về để mình gọt hoa quả các trái cây thứ là rất tiện dụng luôn. 20k một cây. Các bác đó là cái sản phẩm kìm cộng lực mini. Đấy, hàng của Nhật nhá mọi nhá. Japan này. Rất ok luôn. Dòng kìm cộng lực về thì các bác dùng để cắt dây thép, dây đồ thứ rất ok. Đấy. Con này thì cắt cực kỳ sắc bén luôn, mà những cái dòng dây thép to con này ăn hết luôn. Đấy. Thiết kế nó dạng kiểu dạng kìm cộng lực cái dạng kìm cộng lực dạng to mà các bác hay cắt. Các bác thợ xây ấy hay dùng cái con kìm này cắt những con sắt 8 sắt 10 này. Thì con này ví dụ như là các bác cắt những cái phi hàng rào đứa ra rất ok. Đấy, dạng thép hàng rào, thép B40, những cái dạng thép to con này cân được luôn. Đấy, lưỡi cực kỳ sắc, nó thiết kế cũng là dạng cộng lực nhá, nên các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng, tình cảm mà dễ dàng sử dụng nhá. Đấy, dạng mini. Lên mã giúp em sẽ là cái kìm cộng lực mini nhá. Dòng thép CRV. Đấy, siêu chắc chắn, hàng của Nhật này. Đấy. Hiabushi này. Đấy. Giá thì con này giá bình dân thôi, 100.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là cái kìm cộng lực mini. Đấy, kìm cộng lực mini. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k một cây kìm cộng lực mini này. Đây em sẽ cắt test thử cho bác xem về cái con này là cái con ốc vít này. Đấy, xem nó có cắt không nhá. Đấy, nó một này dạng rất là rắn. Đây em cắt thử cho bác coi. Đấy, thấy không? Rất nhẹ nhàng nhá, một bấm cái đi luôn này. Đấy, đây em cắt lại bác phát nữa đây. Đấy, cắt phát nữa đây. Các nhìn này. Đấy, đây em bấm một tay luôn nhé, bấm một tay luôn, cắt rất ngọt luôn các bạn. Đấy, cắt rất ngọt đây. Đấy, cắt ra làm ba mảnh luôn này, lưỡi vẫn ngon lành luôn nhá, không có một tí nào mẻ hay là xước gì luôn. Đấy, rất sắc bén nhá, cực kỳ ok luôn. Đó. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái sản phẩm là cái cây kìm cộng lực mini nhá, có phần khoái hãm ở đây. Đó, 100.000 một cây, hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, hàng của thương hiệu Hiabushi, 100k một cây kìm cộng lực mini nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bọc yên xe. Em báo giá luôn, một cái bọc yên xe này thì hiện tại bên em đang bán với mức giá rất hạt rẻ, dễ mua, 40k nhá, 40k một cái bọc yên xe này. Đấy, nó là cái bọc yên xe đạp xe máy được hết không nhá, xe đạp điện, xe máy là ok. Đấy, xe máy yên to yên nhỏ được hết không nhá, vì dòng này nó có cái sợi chun co giãn này nên là rất là tiện. Đây, đấy, nó rất là nhìn nó rất là bình thường nhưng nó có sợi chun co giãn này. Đấy, chun co giãn này khi mà các bác kéo giãn ra rất là to. Đấy, những cái yên xe máy to như yên xe SH các thứ là các bác cũng có thể là bọc thoải mái luôn. Ở bên dưới này thì nó có những cái phần đai siết nhá, cái đai dính để các bác dính bên dưới phần yên đấy để nó không bị bật cái bọc nó lên. Đấy, thì nó là dạng lưới, khi mà các bác ngồi nó thoáng khí này, ngồi nó mát mông. Và thứ hai là ví dụ như là trời nó có trời nắng ấy mà các bác để xe ngoài trời không lo nó bị bỏng rát nhá. Các bác có thể là ví dụ như là mình để xe ngoài trời mà không lo yên xe nó nóng, các bác có thể là trời nóng các bác có thể ngồi được lên luôn, không phải làm nguội đâu nhá. Đấy, như bình thường là các bác để xe ngoài trời nắng ấy nó rất là nóng luôn. Đấy, vừa hạ yên xe mà mình nóng không thể ngồi luôn ấy. Đấy thì các bác mua cái này về các bọc vào. Đấy, vừa bảo vệ yên xe này,
rồi là chống nắng chống nước rất ok luôn đấy, và có thể là co giãn có phần đai siết bên dưới nhá, đai siết bên dưới đó, rất rất ok luôn. À, chỉ có 40.000 thôi đấy, dạng lỗ rất nhiều lỗ lưới thoáng khí này, rất ok luôn. 40k lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái bọc in xe nhá, đang gửi bác là 40.000 một cái thôi, 40k giá rất hạt rẻ bình dân luôn, 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này đấy, đây bác cùng xem thực tế này, bọc yên xe máy này làm đẹp này, chống nóng chống nóng này đấy, bình thường những cái yên rách các thứ các bác cứ phải mang đi thay, nhưng con này các bác mua con này về các bác đậy vào chị luôn nha, để đỡ phải thay, vừa đỡ thay mà vừa đẹp xe nhá, đấy làm đẹp chống nóng rất tốt nhá. Đây đó, đây có nhìn này, bọc này đó, bọc từ trước ra sau lồng vào, sau đó các bác siết những cái đai ở bên dưới, nó có những cái đai siết này, các bác siết vào nó không bị xô dịch cái bọc này nhá, đấy thoáng mát, nước nôi thứ gì chảy thoải mái, khi mà nước nó chảy nó sẽ thoát rất nhanh luôn, rất ok. Đó, bọc yên xe nhá, đang gửi bác là 40k một cái bọc yên xe như này. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mang hàng, đó là cái bộ kéo cắt tóc này đấy, để chuyên cho bác hay về cắt tóc cắt tai gia đình này. Đấy, rồi là các bác thợ thuyền dùng cái này cũng quá ok luôn, một bộ kéo cắt tóc hàng của Nhật nhá, rất xịn luôn, đựng trong một chiếc bao da đẹp nha. Đó, giá thì bình dân thôi. Đó, bộ này thì em báo giá luôn nhá, bộ này sẽ gồm có 2 cây, giá của nó thì bán cả bộ luôn nhá, 140.000 một bộ. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái bộ kéo tóc này, bộ kéo tóc 2 cây nhá, bộ kéo cắt tóc 2 cây, 140k một bộ nha. Đấy, sẽ gồm có 2 cây, một cây kéo cắt thường này và một cây kéo cắt tỉa này. Đấy, sẽ lấy bác xem từng cây một luôn. Đấy, hàng mới keo sẽ beo luôn nhá, nguyên trong hộp như này. Con này của thương hiệu Kai Japan, cây này là cây cắt tỉa này. Đấy, rất sắc bén luôn. Và một cây nữa, cây này thì chuyên để các bác cắt thường. Đấy, cắt thường các bác cắt tỉa cắt thường là các bác dùng cái này. Đây Kai Japan nhá, rất xịn sò sắc bén, ok lắm, con này cắt cực kỳ ok luôn. Đó, về cho anh em thợ thuyền này, các bác dùng gia đình cắt tóc cho nhau cũng ok luôn. Đấy, một bộ này là 2 cây, một cây kéo cắt tỉa nhá và một cây kéo cắt thường. Đấy, đựng trong một chiếc bao da rất là đẹp luôn, với giá thì cũng rất là bình dân, 140k nhá. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ kéo tóc 2 cây, 140.000 một bộ nhá. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ này là cái bộ bao tay làm vườn. Đấy, bộ bao tay làm vườn nhá, lên mã giúp em sẽ là cái bộ đôi bao tay làm vườn. À, giá thì mẹ tại đây em đang bán một cái bộ đôi bao tay làm vườn này với giá sẽ là 30.000 một bộ nhá, 30k một bộ bao tay làm vườn nha. Thì đây một bộ nó sẽ gồm là một đôi. Đấy, một đôi về các bác dùng để chuyên các bác làm vườn, làm tường, làm cỏ giá. Đấy, rất tiện dụng luôn, mình bới đất này, trồng cây này, làm cỏ rất ok. Đây nó sẽ gồm một đôi, một tay trái một tay phải nhá, thì về các bác đeo vào. Ở tay này sẽ có những cái móng vuốt này, đấy để các bác dùng để các bác cào đất này, rồi là các bác làm cỏ này, đấy bới đất làm cỏ nhá, bới đất làm cỏ. Ở đây thì nó là dạng bao tay co giãn 4 chiều nên là các bác tay to tay nhỏ đều có thể đeo hết luôn. Bên ngoài thì phủ một lớp cao su vừa chống trơn trượt này, vừa bảo vệ bàn tay của bác này không bị sầy xước nữa nhá, đấy không bị bẩn. Đó, về thì các bác dùng để làm vườn trồng cây, bới đất làm cỏ này. Đây nó những cái móng vuốt bằng nhựa, đấy cái này các bác cào đất cào cỏ các thứ cho em thoải mái luôn, rất tiện nhá. Đấy, một đôi này là 30.000 nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đôi bao tay làm vườn. Đấy, chuyên cho các bác làm vườn, làm cỏ, làm tược các thứ rồi. Rất ok. 30k. 30k một đôi nhá. 30.000 một đôi bao tay làm vườn nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dụng cụ bóp tay này, dụng cụ bóp tay. Dụng cụ bóp tay thì em báo giá luôn. Bên em đang bán một cái dụng cụ bóp tay này. Đấy, bóp tay. Đấy, bóp tay tập thể dục nhá. Với giá sẽ là 40k một cái chiếc bóp tay tập thể dục này. Đấy, về cho các bác nào muốn tập thể dục này, tập thể dục tại nhà nhé thì rất ok luôn, một cái sản phẩm hỗ trợ cho các bác rèn luyện thể dục thể thao nhé. Một chiếc bóp tay, cái này thì bóp tối thiểu thì sẽ là 5 kg và các bác có thể tăng lực lên, đấy tăng tối đa lên thì sẽ được là 60 kg nhé, 60 kg. Đấy, các bác nói chung cái này các bác cứ tăng dần, mình cứ mỗi ngày mình tăng một ít thôi nhá, tăng từ 5 kg và tối đa lên sẽ được là 60 kg. 60 kg thì cũng khá là nặng nhá, 60 kg tay cũng khá là khỏe đấy. Đấy, em đang bóp tầm giữa này. Đấy, còn 60 kg khá là căng. Đấy, thì về các bác có thể tăng giảm theo cái phần này các bác xoáy đây. Và cái hai cái sản phẩm này là mỗi lần các bác bóp này, là nó sẽ đếm được bao nhiêu cái nhá. Đấy, hiện tại em đang bóp là 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Đấy, thì nó sẽ nảy cái số đây nhá. Đấy, nảy số đây để các bác biết là hôm nay bác bóp được bao nhiêu cái. Đấy, và các bác đặt cho mục tiêu ngày mai được bao nhiêu cái, ngày kia được bao nhiêu cái. Đấy, mình cứ đặt mục tiêu ra là khi mà bóp là nó sẽ nhảy số báo đây luôn. Và các bác muốn reset về không thì các bác ấn vào đây cho. Ấn vào đây các bác xoay, đấy xoay để các bác xoay nó về không, đấy có thế là xong. Đấy là về không, bắt đầu các bác lại làm lại từ đầu này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Đấy rồi là cho các bác ví dụ như là mình thi đấu với nhau, đấy, thi đấu với nhau bóp nhá, rất là tiện luôn. Đấy, tay cầm nó có phần bọc cao su, chống trơn trượt rất là êm tay luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ bóp tay nhá, có đếm số luôn.
với mức giá sẽ là 40k một cái nhá, 40k một cái bóp tay tập thể dục. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ khóa đĩa này. Cái mã sản phẩm này thì giá nó rất là bình dân, chỉ có 40.000 thôi. Các bác mua về mình dùng để khóa vào đĩa xe máy cho bác nhá, rất tiện dụng mà cực kỳ an toàn bảo mật luôn. Đó, lên mã giúp em sẽ là cái khóa đĩa bánh xe máy nhá. Đấy, khóa đĩa xe. Tức là nhà các bác mà có cái xe mà có những cứ có phanh đĩa là các bác khóa ok luôn. Đấy. Giá thì cực kỳ bình dân, hạt rẻ 40.000 một cái thôi, 40.000 một cái khóa đĩa này, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Đây, một chiếc khóa nó sẽ gồm có là một bộ khóa, một cái ổ khóa và đi kèm cho bác là hai chìa. Đấy, toàn bộ thì nó đúc, sẽ đúc thép nhỉ. Đấy, và cái phần lõi khóa thiết kế rất hay là nó chỉ có một tí tí bên trong này và nó rất là hẹp. Đấy, ví dụ như cái vị trí này các bác có lách hoặc là trộm chiếc là nó có lách vào thì nó rất là khó cậy mở, mà nó lại dạng hình tròn, nó không có một cái chỗ điểm tựa nào để nó lựa và nó cậy được các bác nhá. Đấy, và đây cái phần khóa này thiết kế rất nhiều những cái hạt này. Đấy, cực kỳ là khó mở, khó phá luôn. Đấy, đây. Đấy, các bác chỉ việc là con này khóa không cần chìa nữa, nếu các bác muốn khóa các bác cho vào cái phần đĩa xe, bấm chìa vào cái thế là xong, khóa xong. Đấy, và các bác cầm chìa đi rất nhỏ gọn tiện lợi nhá, mình có thể là bỏ trong túi quần, túi sách mang đi mang lại rất ok luôn. Đấy, rất nhỏ gọn nhá, chỉ bằng khoảng tầm hai ngón tay của em thôi. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. 40k một cái nhá. Đấy, các bác cứ cho trực tiếp vào cái đĩa của xe mình là ok. 40k một cái. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Với cái giá thành chỉ khoảng vài chục nghìn thì cái chiếc khóa chống trộm bằng cách là khóa phanh đĩa này, Linh nghĩ đây vẫn là một cái giải pháp chống trộm cho xe máy rất là ok các bạn ạ. Vì sao ạ? Với chiếc khóa này với thiết kế rất là nhỏ gọn, nó vô cùng tiện lợi và dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần là đưa cái chiếc khóa phanh đĩa này vào đĩa phanh và sau đó các bạn bấm một cái là các bạn đã có thể là khóa lại trên những cái xe mà được trang bị đĩa phanh như thế này các bạn nhé. Chiếc khóa này thì nó chống cắt vì nó được làm bằng thép nguyên khối, vì vậy mà nó sẽ không bị kẻ trộm mà cắt khóa. Ngoài ra thì chiếc khóa này với cái phần thiết kế chìa khóa nhiều nấc giúp các bạn có thể là hạn chế kẻ trộm mà phá khóa của các bạn. Khi các bạn khóa chiếc khóa này vào đĩa phanh của mình thì chỉ cần là kẻ trộm có ý định là sắt xe hoặc là đi xe của các bạn, nếu như các bạn tiến về phía trước thì nó sẽ bị mắc vào củ phanh giống như này, và nếu như các bạn lùi về phía sau thì nó sẽ bị mắc vào phần thuộc của xe các bạn nhé, bị mắc vào phần giảm tốc phía trước của xe. Các bạn có thể quan sát. Vì vậy đây là một cái giải pháp mà chống trộm rất là tốt cho xe, đặc biệt là những bạn nào mà thường xuyên để xe ở phía bên ngoài hoặc là những cái nơi không an toàn, hay là các bạn nào mà học sinh sinh viên thì các bạn có thể lựa cho mình một chiếc khóa phanh đĩa với giá thành rất là thấp như này mà nó lại mang lại khả năng chống trộm an toàn hơn cho chiếc xe các bạn nhé. Và mỗi một cái chìa khóa này thì các bạn sẽ được hai cái chìa giống như thế này, nên là các bạn chỉ cần dùng một chìa và cất đi một chìa phòng trong trường hợp nếu như các bạn nào bị mất chìa khóa thôi. Bạn nào mua thì các bạn có thể ấn vào link ở dưới giỏ hàng nhé. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, quảng cáo rất chi tiết luôn. Đấy, mô tả đó bác giới thiệu rất chi tiết rồi. 40.000 một bộ đâu nhá, 40.000 một bộ này. Một bộ này sẽ gồm có là hai chìa. Đấy, dòng khóa thép đúc nguyên khối luôn, rất an toàn và bảo mật. 40k một cái. Sau kẹo chuột này, nhiều bác hỏi cái kẹo chuột của Thái quá thì đây. Đấy, tiếp tục hàng hôm nay lại về nhá. Dòng kẹo chuột của Thái dùng cực kỳ hay luôn. Đấy, về các bác nào nhà hay lắm chuột tày thì các bác dùng cái kẹo này, các bác cứ giải ra. Đấy là chuột nó ăn vào là đi thôi, thế thôi. Đấy, dòng kẹo chuột 100% của Thái nhá, rất xịn. Đây. Nó là dạng viên nhá, dạng viên kẹo nhà này. Đấy, dạng viên kẹo màu hồng nha. Thì về các bác cứ thế bóc ra. Sau đó các bác đổ trực tiếp vào những cái chỗ mà đường đi lối lại này, rồi những cái chỗ hàng chuột hay kia thứ này. Dòng này thì cứ ăn mà là đi thôi ạ, ăn mà đi thôi, nó cực kỳ nhạy luôn nhá. Đấy, cực kỳ nhạy luôn. Đấy, một túi này của nó trọng lượng là đi 80g. Đấy, rất là nhiều nhá, một túi to nhiều lắm. Đó, dùng thoải mái luôn. Lên mã em sẽ là cái túi kẹo chuột của Thái nhá. Đấy, kẹo chuột của Thái bên em thì đang bán giá bình dân thôi. 30k nhá, 30k cho một cái túi kẹo chuột, kẹo đánh chuột của Thái này. Các bác cứ lên mã em sẽ là thuốc chuột hoặc là kẹo chuột đều được. Đấy, thuốc chuột là kẹo chuột đều được. Bên em đang gửi bác là 30k nhá. 30k cho một cái hộp thuốc chuột, kẹo chuột nha. Đấy, 30k một hộp thôi nhá. Đó, thuốc chuột. Lên nhanh cho bác một số cái mã hàng đồ kim khí trong cái dịp đầu năm để các bác mua về xài sử dụng, là anh em thợ thuyền này dùng này, ok này. Đấy. Đầu tiên thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái búa này, cái búa lùn. Đấy, búa lùn nhá, búa lùn hàng của Fugu của Nhật này. Đấy, em báo giá luôn, bên em đang gửi bác một cái búa lùn của Nhật này với giá sẽ là 40k. Đây các bác đợi chút em lấy cái thước đo cho bác coi. Búa này thì nó rất là vừa tay. Đấy, các bác cầm để đóng nhổ đinh ok luôn, một đầu đóng này, một đầu nhổ đinh này. Hàng của thương hiệu Fugu. Đấy, Japan nhá, Fugu Japan. Đó, con này thì cái phần chiều dài, chiều ngang sẽ đo bác luôn. Chiều dài của nó sẽ là vào là 15 cm.
phần bản ngang búa của nó vào là 10 nhé các bác nhé. 10 sẽ gồm có là một đầu đóng đinh, một đầu nhổ đinh, hàng của nó sẽ đúc liền thân luôn. Đấy, tay cầm thì có bọc nhựa đấy, chống trơn trượt để các bác cầm gõ đóng này, rồi là nhổ đinh cho em rất ok, nó rất là nhỏ gọn, mình tiện cho việc mang đi mang lại rất là hay. Đấy, rồi là các bác xài sử dụng gia đình này, đấy, gõ những cái đồ nhỏ nhẹ lặt vặt các thứ cũng rất là ok, rất nhỏ gọn dễ sử dụng nhá. Lên mã thì em sẽ là cái búa lùn, giá này bình dân thôi, 40.000 một cây nhá, 40.000 một cái cây búa lùn này, giá quá hạt rẻ luôn, 40k một cây nhá, búa lùn, đấy, búa lùn của Nhật nhá. Theo thì em lên luôn cho bác mặt hàng đó là cái kìm mỏ nhọn này. Nhiều bác hỏi em cái mã kìm mỏ nhọn để mình em có hàng không thì đây. Hôm nay về thì bác một ít cái mã hàng kìm mỏ nhọn rất xịn sò, hàng kìm mỏ nhọn của Nhật nhá. Đấy, mã hàng kìm mỏ nhọn của Nhật này. Đây, đấy, đây, vẫn còn nguyên cái dấu chữ mộc của Nhật này. Đấy, FO260 Japan các bác nhá. Đấy, đây có nhìn kỹ này. Đấy, FO260 Japan, nó có chữ Nhật nhưng mà nó hơi màu một chút thôi. Tại vì nó là hàng bãi. Nhưng mà bãi này thì là hàng bãi mới, bãi tuyển luôn các bác. Bãi mới bãi tuyển luôn đấy. Đấy, hầu như là hàng chưa qua sử dụng luôn, rất xịn sò ok luôn. Đấy, bên em đang bán lẻ một cây này với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái cây kìm mỏ nhọn này. Đấy, cây kìm mỏ nhọn nhá, 40.000 một cây. Đây em sẽ đo cho bác về cái phần kích thước chiều dài thứ này. Con này đi cái phần tổng chiều dài của nó rơi vào là 20. Cái phần mũi nhọn này của nó rơi vào khoảng tầm là đi 4 cm nhá. Đấy, 4 cm. Đấy, nó khá là dài, các bác dùng để về các bác kẹp những cái đồ mỏ nhọn các thứ rồi. Đấy, rất là ok. Đấy, kìm rất là trơn tru ngon lành nhá. Lên mã giúp xem sẽ là cái cây kìm mỏ nhọn của Nhật, hàng bãi Nhật nhá. Đang gửi bác là một cái cây kìm mỏ nhọn hàng bãi Nhật nhá. Với giá sẽ là 40.000 một cây nhá. 40k một cây thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. Đấy, các bác mua về. Con này ngoài chức năng là kẹp đầu nhọn này thì các bác có thể là kẹp một cái đầu trong này, hoặc các bác có thể cắt dây luôn. Đây nó có cái phần lưỡi thép cắt dây này. Dòng thép Nhật này thì các bác yên tâm về chất lượng rồi, cực kỳ ok luôn. Đấy, hàng bãi nhưng rất là xịn sò nhá, 40k một cây. Lên mã giúp cho em sẽ là kìm mỏ nhọn nhá, 40k một cây nhá. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái hộp hương trầm. Đấy, hộp hương trầm để về các bác đốt nhá. Đấy, hộp hương trầm thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40.000 một hộp. Đấy, một hộp này thì rất là nhiều vòng luôn. Đấy, rất nhiều vòng. Một vòng đốt được rất là lâu đấy, một vòng là đốt được các bác đốt liên tục ấy, nó cháy trong khoảng tầm là từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng một vòng luôn. Đấy, đốt cháy rất là lâu, mùi thì nó là dạng mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng nhá. Đấy, mùi trầm hương thoang thoảng nhẹ nhàng. Các bác có thể đốt trên bàn thờ, đốt nhà mình các bác sử dụng cũng ok luôn đây. Cái này thì nó là hai vòng. Đấy, một cái vòng to này thì các bác có thể tách ra làm được hai vòng này. Đấy, mùi thơm lắm, mùi thơm. Đấy, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng của trầm nhá, dùng rất thích luôn. Đấy, báo giá bác luôn. Bên em đang bán một cái hộp hương trầm rất nhiều vòng nha. Đấy, mà một vòng đốt được rất là lâu luôn, một vòng này là đốt khoảng tầm tính rưỡi 2 tiếng nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp hương trầm, thì em đang bán một cái hộp hương trầm này với giá sẽ là đi 40k một hộp nhá. Đấy, hộp hương trầm này, hộp vòng hương trầm nhá, vòng hương trầm để đốt nhá, 40k nhá, 40k một hộp. Đấy, giá rất hạt rẻ luôn. Đấy, mà một hộp thì rất là nhiều, đựng trong một chiếc hộp rất là lịch sự ok luôn. 40k nhá, 40k một cái hộp hương trầm nhá. Hộp gió hàng sách tay chuẩn của Singapore nhá. Đấy, hàng chuẩn của Singapore, rất xịn sò ok. Đấy, rất thơm và cực kỳ nóng luôn. Đấy, các bác đau nhức xương khớp các thứ rồi. Bản này thì hàng này nó xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đây này. Đấy, made in Singapore nhưng mà xuất sang thị trường Mỹ này. Đấy, LAUSA này, thấy không? Đó, rất ok luôn. Dầu gió Singapore nhá. Một cái chai này thì dung tích của nó sẽ là 24ml nhá, 24ml. Đấy, hàng các bác nhìn này, hàng tem bóng lên vân 7 màu là các bác biết là hàng chuẩn chính hãng nhau rồi. Đấy, các bác cứ nhận hàng kiểm tra cho em, yên tâm về chất lượng nhá. Hàng cam kết chuẩn chính hãng cho bác luôn. Đấy, có tem tiếc đầy đủ hết luôn nhá. Giấy hướng dẫn sử dụng này. Đó, còn đây là chai dầu gió. Hàng này thì sẽ là hàng hai nắp nhá. Đấy, hàng hai nắp thì cái hàng hai nắp này thì để chống chỉ định là tại sao nó dùng xài cái hai nắp này thì để khi mà xài là trẻ con nó không mở được ạ. Đấy, trẻ con nó không mở được vì đôi khi là cái này chẳng may mà bắn vào mắt các thứ là rất là nguy hiểm. Đấy, cay mắt rất khó chịu. Đấy thì tại sao làm hàng hai nắp thế, để an toàn là không trẻ con không bị mở là không mở được nhá. Đấy thì các bác muốn mở cái hàng hai nắp này các bác ấn cho em xuống này, ấn xuống sau đó các bác xoáy ra. Đấy là các bác sẽ xoáy được nhá. Đấy là các bác sẽ xoáy được, có thế thôi. Ấn chặt vào chưa? Ấn chặt vào. Đấy là khớp vào là sẽ xoáy được. Đấy, mùi rất thơm luôn. Đấy, chỉ cần xoáy nắp vào thôi các bác thấy mùi rất thơm. Đây, hàng chuẩn hai nắp luôn nhá. Rất xịn sò, các bác muốn xoáy thì các bác ấn cho em vào là ok. Đấy là sẽ khớp vào. Rất thơm. Một chai này là dung tích là 24ml này, hạn sử dụng của nó đến 2028 luôn. Đấy, hàng đết rất dài nhá. Một chai này là 24ml. Đấy, đây. Mã của nó là 24ml này, 24ml.
Rồi lên mã giúp em sẽ là sản phẩm là cái dầu gió Singapore. Ở bên em đang gửi bác một cái chai dầu gió Singapore này với giá sẽ là 50k nhá. 50k một chai dầu gió Singapore này. Rất xịn xò, ok luôn. Hàng cam kết bác là hàng chuẩn chính hãng nhá. Vẫn còn nguyên siêu, gửi tay bác luôn, vẫn nguyên siêu. Đấy. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra, bóc ra, test thử cho em, bôi thoải mái luôn. Đây tôi bán một cái sản phẩm rất là hay mới, đó là cái các bác cứ lên mã cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích các nhá. Đấy, cà lê xích này, cực kỳ là hay luôn. Đó, một con siêu phẩm cà lê xích nhá. Cái này thì em báo giá luôn. Tôi đang gửi em một cái chiếc cà lê xích này với giá sẽ là 160 ngàn một cây nhá, 160 ngàn một cây. Rất là hay. Đấy. Nó sẽ thiết kế là một cái tay công nha. Đấy, và một cái sợi xích đi kèm nhá. Cái này thì ví dụ như là những cái vị trí nó khó, ví dụ như là những cái chỗ mà ầu đường ống nước các thứ này, rồi là những cái chỗ mà cái phần xoáy các bác nó không có gen nên các bác không thể cho cà lê và các bác xoáy được, hoặc là chồng nó cho vào được, các bác dùng cái này các bác xoáy nhá. Đấy, con này ví dụ những cái đồ vật mà nó tròn, đấy các bác không thể cho cái này và những cái gì vào được thì các bác dùng cái con xích này, các bác cạp vào, các bác xoáy nhá. Rất tiện dụng luôn. Đây nó có những cái khớp này, những cái dựng khớp, những cái rãnh này. Đấy, để các bác lựa, các bác dắt xem cái xích này vào. Đấy, ra cái xích này vào đây. Đấy, nó có một cái sợi xích và một cái tay công, một cái tay đi kèm. Đấy, thì nó sẽ gắn vào một bộ này luôn. Rất là, dây xích khá là dài luôn. Em sẽ đo các bác về kích thước tổng chiều dài các thứ của nó nhá. Cái tay công này thì tổng chiều dài của nó rơi vào là 40 này. Đấy, 40. Cái phần tay xích này thì cũng khá là dài đấy. Cái xích này của nó rơi vào là đi 68 gần 70 này. Đấy, 68 gần 70 nhá. Đấy, khá là dài luôn. Các bác xoáy rất là tiện. Đấy, thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái cà lê xích nhá. Đấy, các bác chỉ việc vòng vào đây. Đấy, vòng một cái đồ vật các bác cần xoáy, sau đó là các bác cài cái sợi xích vào những cái phần móc của nó này. Đấy, vào đây này. Đó, các bác gài vào đây. Đấy, cái này nó có 3 mắt nhưng khi mà các bác gài nó rất là ôm, rất là chặt luôn. Đấy, ôm rất chặt đây. Đấy, các bác gài vào chưa? Đấy, nó sẽ tạo một cái vòng này. Đấy, nó có cái phần răng cưa, cái vam này để các bác xoáy những cái đồ vật tròn các thứ là rất tiện dụng luôn nhá. Đó, cà lê xích nhá, 160 ngàn một cái này, 160 ngàn này, hàng rất xịn luôn, cầm chắc chắn cực kỳ. Đó, đây các bác cùng xem thực tế một cái video về sản phẩm này, xem thực tế một cái video về sản phẩm giúp em nhé. Đây các bác đợi chút này. Đó, đây, đó đây, các bác nhìn này. Đấy, ví dụ như những cái đồ vật mà tròn. Đấy, những cái đồ vật tròn. Đấy, ví dụ như ống nước các thứ này, rồi là những cái ống tip nhá, nó hình tròn. Đấy, hình tròn, rồi là những cái hình mà nó hình thù nó rất là đặc biệt, không có những cái đồ để các bác tháo ra, để các bác dùng cái con cà lê xích này các bác tháo cho em, rất tiện dụng luôn. Đấy, đây, đây, đó. Nó có 3 khóa, khi khóa chặt hơn sẽ càng chắc chắn hơn. Nó có thể tháo rời một số bộ phận ống lớn hơn. Có thể sử dụng nó để tháo rời các bộ phận tròn, vuông, nhẹ nhàng dễ dàng. Cũng có thể sử dụng nó để tháo rời một số bộ lọc của ô tô. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đấy, nó gọi là cái cà lê xích nhá, nó gọi là cái cà lê xích. Thì bên em đang gửi bác một cái cà lê xích này với giá sẽ là 160 ngàn. Cái sản phẩm này, cái mã hàng mới, cái mã hàng này đang hot đấy nhá, cái mã hàng này đang rất là hot luôn, rất là tiện dụng. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác sử dụng gia đình cũng rất ok luôn. 160 ngàn một chiếc này, 160 ngàn. Cái sản phẩm tiếp theo em gửi bác một cái mã hàng rất là hay, đó là cái bộ ke gốc nam châm. Cũng rất nhiều bác hỏi cái em cái mã này, đó thì em về thêm cho bác cái mã hàng, đó là cái bộ ke gốc nam châm này, để chuyên cho bác nào hay hàn xì thứ gì đó, các bác cố định cái phần khung hàn, các bác vào các bác hàn nhá. Con này thì khi mà các bác cố định thì nó sẽ có một cái góc là 90 độ này. Đấy, và một cái góc xéo là góc 45 độ nhá. Hàn thì có nhiều Camposi. Đấy, lực hit là 60 kg nhá, cực kỳ là mạnh luôn. Con này nó nam châm vĩnh cửu, hit rất khỏe luôn nhá. Đấy, sắt siêu thứ là nó hit ngon lành luôn. Đấy, đấy, thấy không? Sắt siêu thứ là hit ngon lành luôn, hit chặt lắm. Đấy, nó hit khỏe dã man luôn. Đấy, các bác cứ kẹp rồi hít dã man ngủ luôn. Đó là cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, đi em báo giá luôn. Đây em đang gửi bác một cái keo gốc nam châm này. Giá của nó sẽ là 90 ngàn nhá. Hít rất khỏe, nam châm vĩnh cửu mà. Đấy, 90 ngàn một cái này. Thì các bác khi mà các bác xài, các bác sẽ keo được một góc là 90 độ và một góc là 45 độ. Đấy, dành cho em thợ hàn xì đấy rồi. Các bác cố định để các bác hàn nó không bị lệch các thứ nhá. Đây các bác cùng xem một cái video về sản phẩm này. Đấy, đây. Đấy, ví dụ các bác xài, các bác có thể dùng để các bác keo một góc 90 độ này. Đấy, rất ok nhá, kem góc 90 độ này. Đấy, rồi một cái góc chéo 45 độ này, rất hay luôn. Đấy, và các bác có thể keo góc trên góc dưới, nhưng mà các bác mua nhiều một hai con về mình có thể keo một phát góc trên góc dưới luôn, dùng rất tiện dụng. Đấy, keo góc 45 độ này, các nhìn này. Đấy, khi mà cái này anh thợ anh làm rất tiện dụng luôn, rất là ngon nhá. Đấy, rồi là keo những cái góc song song đó, keo góc vuông, góc nọ góc kia, nói chung là nó, cái này nó ứng dụng được nhiều việc lắm. Đặc biệt là trong anh em thợ hàn đặc hiếc các thứ, ứng dụng rất nhiều việc luôn, mà giá rất là bình dân, chỉ có 90 ngàn một cái thôi. Lên mã thì em xem cái keo gốc nam châm nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Kabushi Japan.
đang gửi bác là 90k một cái. Đây nó rất là dính, dính mấy cái vào nhau này các bạn. Đó, 90k một cái nhá, theo góc 500. Như toàn những cái mã hàng về cho anh em thợ thuyền đâu các ạ. Tiếp tục thì lên luôn cho bác, đó là cái con máy hàn nhiệt ống, máy hàn ống nhiệt nhá, máy hàn ống nhiệt. Đấy, chuyên dùng cho các bác đi làm công trình. Đấy rồi là anh em thợ thuyền. Đấy, sử dụng con này rất ok, hàng của Kabushi. Đấy, các bác lắp đặt đường ống nước các thứ này. Đấy, ống nhiệt, ống nước nhá. Các bác dùng để các bác hàn. Đấy, hàn ống nhiệt, hàn ống nước nhá, rất ok luôn. Con này thì đầy đủ full combo cả bộ luôn là 430.000 một bộ nhá. Kích cỡ ống của nó khi mà các bác xài được thì ống nhỏ nhất của nó sẽ là ống 20 và ống lớn nhất của nó sẽ ống 63. Đấy, từ 20 cho đến 63 nhá. Đấy, nói chung là cái giá này thì nó rất là phổ thông rồi. Cho các bác sử dụng điện gia đình này, rồi là điện công trình to đứa rồi ok luôn. Đây, một bộ của nó nhầy. Nguyên hộp nhầy luôn. Đấy, đựng trong một chiếc hộp nhôm rất chắc chắn nhá. Đấy, hàng của Kabushi, dập trong dập ngoài luôn. 20 đến 63 này. Đấy. À, nói qua phần thông số công suất này, con này thì công suất của nó là 1000W nhá, sử dụng cho em là điện 220, cái nhiệt độ tối đa của nó đạt đỉnh điểm được là 300 độ C và nóng cực kỳ nhanh luôn. Đấy, các bác hàn rất là nhanh. Đấy, nóng nhanh, hàn nhanh, dùng ok lắm. Đấy, hàng này thì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn nhá, các bác về dùng có vấn đề gì bên em sẽ có bảo hành các bác luôn, nên các bác yên tâm nhá, hàng hãng nên có yên tâm rồi. Đấy, đầy đủ một cái bộ này của nó luôn này. Đó, một cái này là cái phần giá đỡ này. Đấy, một cái giá đỡ này. Đây là con máy chính nhá, đây là con máy chính này. Đấy, một con máy chính rất ok. Đây, đây có những cái phần lỗ để các bác cài những cái phần khuôn hàn này vào này. Đấy, cài những khuôn hàn vào đây, máy đây nhá, máy đây có cả đèn báo luôn nhá. Đấy, đèn báo xanh, đèn báo đỏ, xanh thì là dừng, còn đỏ thì là đang chạy, đang làm nóng nhá. Phần dây nguồn này, đấy, dây nguồn đó. Đấy thì về các bác xài, các bác cài đây này. Đấy, các bác cài đây để các bác làm cái giá đỡ này. Đấy, cái này nó là cái giá đỡ nhá. Rồi làm bên trong thì là những cái phụ kiện ốc để các bác lắp những cái con trụ hàn này vào này. Đấy, ốc các bác lắp những con trụ hàn này vào. Đấy, và đây thì nó sẽ có những cái trụ hàn. Đây em sẽ quay các bác từng cái trụ hàn một này. Con nhỏ nhất của nó là trụ 20 này. Đấy, nhỏ nhất của nó là trụ 20 nhá. Đấy, tiếp theo để đến cái con vừa vừa của nó sẽ là trụ 25 này. Đấy, trụ 25. Nói chung là cái giải của nó nhiều lắm. Giải này tiếp theo là 32 này. Đấy, 32. Các bác xài bộ này thì dùng gia đình này, anh em thợ thuyền công trình to công trình nhỏ là xài được hết luôn. Đấy, tiếp theo thì là 40 này. Đấy, 40. Rồi là có 50 này. Đấy, 50 và lớn nhất nó sẽ là 63 nhá. Đấy, nó giải là từ 20, 25, 32, 40, 50, 63. Đấy, thì nó sẽ gồm có những cái bộ để các bác nối ống như này. Rồi là ốc vít các thứ, ốc đồ đủ đầy đủ. Một thân máy, một cái giá đỡ đi kèm và mới như hộp nhầy luôn. Giá của nó thì full combo một cái bộ nhầy thì sẽ là 430.000 nhá. 430.000 một bộ máy hàn nhiệt ống nước nhá. Đấy, máy hàn ống máy hàn nhiệt ống nước. Đấy, cho các bác chuyên hàn cho ống nước rất ok luôn. Đây, thông số đây. 1000W này, sử dụng 220. Đấy, nhiệt độ từ 0 đến 300 độ C nhá. Đấy. Hàn xài được ống từ ống 20 cho đến ống lớn nhất là ống 63, rất ok luôn. Hàng của hãng đàng hoàng nhá, hàng chuẩn chính hãng của Kabushi, rất xịn sò, ok. Có bảo hành bác luôn, yên tâm nhá. 430.000 một bộ này, máy hàn nhiệt ống nước. Rồi cái sản phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác hàng, đó là cái bộ Taro Gen trong. Đấy, lâu lắm em không lại bán cái bộ này thì hôm nay bên em tiếp tục hàng về này. Bộ Taro Gen trong nhá, em báo giá luôn, một bộ này với giá sẽ là 100.000. Đấy, khi mà các bác mua bộ này thì sẽ hàng mới nguyên hộp nha. Đấy, hàng mới nguyên hộp luôn. Bộ này thì nó sẽ gồm có bác là tổng là đi 5 mũi nhá, tổng là 5 mũi này. Đấy, 6 mũi nhá, 6 mũi. Đấy, 6 mũi các nhá. 6 mũi 6 mũi với lại 6 kích cỡ khác nhau, từ to đến nhỏ này. Đấy, từ to đến nhỏ nhá. Nó sẽ có là mũi mũi M3 này, M4 này, M5 này, M6, M8, M10 nhá. Đấy, với 6 kích cỡ khác nhau, từ M3 cho đến M10. Đấy, thì con này thì chuyên để các bác dùng để các bác khoan tạo taro ren trong. Đấy, tạo taro ren trong. Đấy, dòng thép gió nhá, phủ một lớp titan, khoan cực kỳ ngọt luôn, tạo taro ren rất nét luôn. Đấy, rất ok. Đấy, chuyên dùng các bác taro ren trong nhá. Nói chung là cái kích cỡ từ 3 cho đến 10 này thì toàn những kích cỡ phổ thông. Đấy, cho anh em thợ thuyền rồi các bác dùng gia đình rất là phổ thông luôn. Đấy, bộ này thì cũng chỉ có 100.000 thôi, giá rất hạt rẻ. Lên mã giúp em sẽ là cái bộ Taro Gen trong nhá, 100.000 một cái bộ này. Một bộ là 6 mũi nhá, kích cỡ là từ 3 cho đến 10, 3 4 5 6 8 10 nhá. Đấy, 100.000 một bộ nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác một cái mã hàng cũng rất là hay và cũng rất nhiều bác hỏi em cái mã hàng này. Đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá. Đấy, nhà các bác là hay bị cái tình trạng là vòi nước nó bị gãy. Đấy, thì các bác mỗi khi mà các bác muốn lấy cái lõi bên trong ra mà
nếu mà không có dụng cụ bình thường các bác không thể tháo được, buộc chắc chắn là các bác phải gọi thợ. Đấy, gọi thợ thì tốn kém rất là nhiều chi phí. Thì đây bên em về được cái mã này rất hay, đó là cái dụng cụ tháo mở vòi nước bị gãy. Đấy, với giá thì rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30.000 thôi, các bác bỏ ra cho em là 30.000 sở hữu cho em một cái bộ nha. Đấy, nó sẽ gồm có là một cái đầu, một cái đầu nha. Đấy, nó sẽ có hai đầu gen, một đầu gen 21 và một đầu gen sẽ là đầu gen 27 nhá, và một cái tay công. Đấy thì cái này thì về rất là dễ xài thôi, đây em sẽ mở cho bác coi này. Đấy, rất dễ xài thôi. Đấy thì về thì các bác cứ xoáy trực tiếp cái này vào trong cái đường ống, ví dụ đống như bác ống 21 hoặc là ống 27 thì các bác xem cái ống nào vừa thì các bác cho vào, sau đó các bác vặn. Đấy thì con này nó thiết kế theo dạng là gen ngược nhá, khi mà các bác xoáy vào thì nó sẽ càng siết vào thì nó lại càng xoáy cái kia ra. Đấy nên rất là hay, nó thiết kế dạng gen ngược mà. Đấy thì về các bác xỏ vào đây này, các bác xỏ nhem vào đây. Đấy, xỏ vào đây sau đó là các bác cứ này các bác công ra thôi, cứ này các bác công ra. Đấy, cứ thế các bác công ra rất tiện dụng luôn đó. Chỉ có 30.000 thôi nhá, chỉ có 30.000 thôi, nó bằng thép thép đặc 100% luôn, thép đặc 100% rất ok. Đấy, một bộ này là 30.000 bộ nhá. Một đầu gen nhỏ này là đầu 21 này, và đầu to này sẽ là đầu 27 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái dụng cụ nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy nhá, dụng cụ tháo mở vòi nước gãy 30.000 nhá, 30.000. Đấy, cứ không thì các bác cứ lên mã đi, em sẽ là cái bộ mở vòi nước gãy được. Đấy, mở vòi nước gãy nhá, một bộ này là 30.000. Đấy, nhà bác nào mà đang có cái vòi nước gãy thứ rồi, các bác nói chung là các bác mua về mình, nếu mà không có mình mua về dự phòng được, đôi khi rất là cần những cái dụng cụ này, giá là bình dân mình mua về mình dự phòng cũng rất ok luôn. 30k bộ rồi. Dây thít thì hàng bên em tiếp tục hàng về phú bác nhá. Đấy, dây thít thì tiếp tục hàng về. Đấy, hiện tại bên em đang có hai mã, là một mã dây thít dài và một mã là dây thít ngắn nhá. Đấy, mã dây thít dài này thì bên em nói chung là bán đồng giá luôn là 30.000 một cái túi nha, 30.000 một túi, giá rất hạt rẻ luôn. Bình thường các bác mua ra cửa hàng người ta bán theo lạng nhá, một lạng ấy là các bác ít các bác phải bỏ ra giúp em là 50.000 luôn, thật sự luôn. Đấy, vì em cũng đã mua rồi. Đấy, mà đây một cái túi này em cân lên nó rơi khoảng tầm 2,5 lạng một túi nhỉ, 2,5 lạng một túi. Đây à, đây này, nó có này, 250g này này, 250g. Cái thít dài này thì của nó sẽ là chiều dài sẽ là 30 nhá, 30, size của nó sẽ là size 30. Đấy thì giá của nó sẽ là 30.000 một bịch nha, chỉ có 30.000 thôi, giá rất hạt rẻ luôn. Một cái bịch này thì sẽ được là 143 cái này, đấy, 143 cái nhá. Đó, cái này là cái bịch thít dài, đấy 30.000 bịch. Cái này là cái bịch thít ngắn. Đấy, cái này thì ngắn một chút, cái này của nó là 20. Đấy, 20 nhá, 20 cm. Chiều dài nó sẽ 20 cm. Cái này thì em cũng bán đồng giá luôn là 30.000. Đấy, vì kích cái cân nặng, cái này chủ yếu nó bán theo cân nặng mà. Đấy, cái này chủ yếu bán theo cân nặng thì cái này cũng là 250g, 2,5 lạng luôn. Đấy, túi này một túi là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng, cái túi này là được là đi 226 cái này. Đấy, 226 cái. Cân nặng thì nó đều nhau là đều là 2,5 lạng hết, nhưng có cái là cái dài thì nó sẽ tốn nhựa hơn thì nó sẽ được ít cái hơn, còn cái này nó ngắn hơn thì nó sẽ được nhiều nhựa hơn thì nó sẽ được nhiều hơn. Đấy thì cái dài này thì là 20 nhá. À, cái ngắn này thì là 20 thì cũng là 30.000, và một túi này là 226 cái này. Cái này là cái ngắn này. Đấy thì là 30.000. Cái túi này túi dài, một túi dài này sẽ là 143, túi dài này dài 30 nhá. Đấy thì các bác cứ lên mã em sẽ được cái dây thít dài. Dây thít dài là 30k, còn dây thít ngắn thì là cũng 30k luôn. Thì bên em đang bán đồng giá một túi là 30.000, các bác cứ lấy mã nào rồi báo nha. Dài ngắn bằng tiền nhau nhá. Đấy, dài ngắn bằng tiền nhau luôn. Thít dài 30, thít ngắn 30. Lấy mã ngắn hay mã dài thì cứ báo nha. Đấy, bên em sẽ nhận cho bác coi nhá. Lên lướt nhanh cho bác một số cái mã hàng về cái đồ dùng gia đình này. Đấy thì tiếp theo em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái này, đó là cái ô dù tự động nhá. Lên mã em sẽ cái bộ ô dù tự động rất hay luôn. Đấy, một chiếc ô dù tự động. Con này thì thao tác toàn bộ tự động luôn. Các bác bấm mở tự động nhá. Đây em sẽ sử dụng bác coi này. Các bác chỉ việc bấm đi cho em. Đấy, tự động sẽ bật lên nhá. Đấy, bấm cái. Các bác bấm cái này. Đó. Là tự động là nó sẽ cập vào nhá. Đây em sẽ mở lại cho bác một lần nữa này. Đấy, các bác chỉ việc bấm cái là tự động mở ra. Các bác muốn thu vào bấm lên cho em. Đó, tự động sẽ thu vào. Đấy, sau đó các bác ấn xuống nha. Đấy, thu xuống cái là xong. Đấy, là thành một chiếc ô rất là nhỏ gọn xinh xắn, các bác mang đi mang lại cũng rất là tiện luôn. Nó khi mà thu vào rất là ngắn. Đấy, các bác mở ra này. Đấy, ô cực kỳ to luôn. Ô đường kính khoảng tầm 1 mét nhá. Đấy, đường kính từ bên này con này khoảng tầm 1 mét, ô khá là to luôn. Đấy. Các bác đi khoảng tầm 2-3 người thoải mái luôn. Ô thì cực kỳ dày. Các bác cứ rũ cho em thoải mái này. Rũ cho em thoải mái luôn. Đấy, con này thì cứ rũ thoải mái, khung nó cực kỳ chắc chắn luôn. Đó. Ô dù tự động nhá. Đấy, ấn một cái là sẽ ngắn gọn vào. Đây nó sẽ gọn vào nhà luôn. Đấy, gọn thành một chiếc ô rất ngắn luôn, khoảng tầm hơn 20 cm thôi. Đấy, các bác để trong túi sách là mình mang đi mang lại rất là tiện, đi chơi đi du lịch. Đấy, che mưa che nắng quá ok cho em luôn. Đấy. Đấy, báo giá bác luôn nhá. Lên mãi em sẽ là cái sản phẩm một cái cây ô dù tự động nhá. Ô dù tự động. Bên em đang có bán một cái ô dù tự động này với giá sẽ là đi 80.000 thôi.
80k nhá. Lên mã em sẽ là cái ô dù tượng, đang gửi bác sẽ là 80k một chiếc ô dù tượng nha. Rồi cái siêu phẩm tiếp theo thì lên luôn cho bác, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp vàng. Đấy, tiếp tục hàng bên em lại về nhá. Tiếp tục hàng bên em lại về. Đó, về em báo giá luôn. Một chiếc thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Bên em đang gửi bác giá thì cũng cực kỳ bình dân, dễ mua luôn. Đấy, ai cũng có thể mua luôn. Đấy. À, 130.000 nhá, 130k. Các bác cứ lên mã giúp em sẽ là thắt lưng. Đấy, thắt lưng cá sấu. Cá sấu hộp vàng nhá, hộp vàng. Đấy, hộp vàng. 130.000. Tại sao được gọi hộp vàng thì đây, các bác nhìn này. Đấy, bên trong bên ngoài thì thực ra nó rất là đen. Đấy, nhưng bên trong các bác mở ra. Đấy, cái màu vàng cực kỳ là sang trọng lịch sự luôn. Đấy, mạ vàng này. Các chi tiết này vàng bên trong này, logo Lacoste luôn nhá, cực kỳ xịn. Đấy là cái phần hộp nhá. Nguyên phần hộp đã các bác thấy nó rất là đẹp rồi. Đấy, tiếp theo thì là thắt lưng. Đấy, thắt lưng thì sẽ có là phần mặt này, các bác nhìn này, quá ok luôn, mặt mạ vàng quá đẹp luôn nhá. Hình cá sấu thương hiệu Lacoste. Còn đây là phần da này, da thì cực kỳ mềm, thích dùng, ok luôn. Đây, da của nó đây. Đấy, vân cá sấu lên rất đẹp luôn. Đó, da rất mềm, dùng cực kỳ thích. Cái này bên em bán cực kỳ nhiều rồi. Hàng này của nó sẽ là hàng lẫy cài nhá, hàng lẫy cài. Đó. Đây các bác nhìn phần mặt đây. Tang mác đầy đủ luôn. Các bác mua về làm quà, biếu tặng, mua về sử dụng con này cũng quá hợp lý luôn. Đấy. Mà giá cũng rất là bình dân, chỉ có 130.000 thôi. 130.000 một chiếc. À, thắt lưng cá sấu hộp vàng nha. Đấy, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng nhá. Bộ sản phẩm hàng mới trang các bác nhá, mới keo nguyên hộp nha. Đấy, mới keo nguyên hộp nha. Với giá sẽ là 130.000 một cái. Đấy, có phần tay sách này, các bác sách mang đi làm quà biếu tặng này, mua về mình sử dụng này. Đấy. Thắt lưng mình dùng, còn có hộp mình đựng đồ đạc cũng quá ok luôn. 130k một cái nhá. Đấy, hộp bên ngoài, thắt lưng thì bên trong. Lên mã cho em sẽ là thắt lưng cá sấu hộp vàng 130k. Thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái lô mic hát karaoke đấy của Mỹ đây, em báo giá luôn 290.000 một cây này. Đấy, và cũng ưu đãi duy nhất trong ngày hôm nay là sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, 290.000 một chiếc, bao ship tận nhà nhá. Một con mic của Mỹ, con này thì của thương hiệu Shure nhá, Shure. Đấy, hàng made in USA này. Đấy, quá xịn luôn. Đây, mở ra bao còm trước này. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm có là một dây. Đấy, dây này chắc dài khoảng tầm 5m nhá. Đấy, dây khoảng tầm 5m đây. Made in USA nhá, dây chống gập, chống rối, chống nhiễu. Đó. Đây là phần đầu này, các bác nhìn phần đầu mic của nó này. Đấy. Cái phần khâu đồng, nói chung hàng Mỹ, có yên tâm về chất lượng đi. Thiết kế cực kỳ là sắc nét, rất đẹp luôn. Đấy, cả những cái phần chuôi cắm này của nó thấy nó chất lượng rồi, nhìn nó khác bọt hẳn luôn. Đấy, và nhân vật chính đó là chiếc mic này. Mic thì yên tâm, không hú. Đấy, không hú, không dè. Mà bắt cực kỳ tốt luôn. Đây các bác mở ra cho em. Mở ra thì bên trong đây sẽ có cho bác là một dòng chữ Made in USA được dập ở trên thân của mic này. Đấy. Sợi của nó sẽ là sợi đồng, quá ok luôn. Đấy, đây là phần lọc này. Đấy, lọc mic thì các bác có thể tháo ra, thì chẳng mình tháo ra mình vệ sinh cho nó sạch sẽ. Đấy. Logo Shure này. Đấy, cờ Mỹ USA. Đấy, đây các con này thiết kế rất hay, hàng Mỹ thiết kế rất hay. Cái con này là cái phần công tắc bật tắt là nó sẽ ở đây. Đấy, các bác dùng thì các bác xoay vòng nhỉ nhá, nó không bình thường là các bác cứ hay đẩy, như con này nó là dạng xoay vòng. Nói chung thiết kế người Mỹ đôi khi nó cũng rất là, nước ngoài đôi khi nhiều cái nó rất là xịn. Đó, các bác chỉ việc cắm vào này. Đấy, cắm vào, sau đó cái phần này các bác cắm âm ly nhà mình là các bác xài thôi, quá ok luôn. Đấy, mua cho một con này về các bác thỏa sức là ca hát sáng tạo ok luôn. Đó. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là mic Mỹ nhá. Đấy, bộ mic Mỹ bao gồm là một dây và một mic. Đấy, với mức giá sẽ là 290.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn, mic Mỹ nhá, 290k bao ship. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái sản phẩm ống nhòm này. Đấy, ống nhòm nhá, ống nhòm của Galileo. Đấy, tiếp tục về cái mã ống nhòm của Galileo này. Cái này thì dùng riêng chuyên cho các bác hay đi phượt, đi chơi, đi du lịch. Đấy, các bác thám hiểm. Đấy, các bác cần ngắm cảnh vật rồi là nọ kia là các bác dùng cái con này các bác ngắm xem. Đấy, con này nói chung là nhìn rõ lắm ạ. Đấy, tầm ngắm nhìn rất là rõ luôn. Đây, bao phủ ra luôn, mới keo nguyên túi này. Rất thuận tiện để các bác mang đi chơi du lịch hoặc các bác ở nhà mình có ngắm cảnh ngắm vật chim cò thì là ok luôn. Đây, con này nó có thể là phần chỉnh tùy khớp theo cái phần mắt của các bác nhá. Đấy, về các bác không phải ra. Sau đó các bác cứ nhìn trực tiếp vào đây này. Đấy, nhìn trực tiếp đây. Và các bác căn chỉnh cái này làm sao cho nó phù hợp với lại cái phần mắt hai bên của mình, làm sao nó đặt khớp đây, thì các bác điều chỉnh cái phần gập này. Đấy, cái này cái núm xoay để nó chỉnh cái độ sắc nét nhá, độ sắc nét. Đó, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng các bác luôn nhá. Hàng này của Galileo của Mỹ nhá, cực kỳ xịn sò. 20 x 50 này. Đó, 1000
1000 mét đấy, tương đương khoảng tầm 1 cây số đấy. Nói chung là nhìn rõ, nhìn thích cực kỳ luôn. Cái này bên em đang bán khá là nhiều rồi có nhá. Đó, để bác nào ưng cái sản phẩm này thì vào việc liên hệ bên em nhá. Đấy, 270.000 nhé, em báo giá luôn 270.000 cho một cái chiếc ống nhòm mà này, nhìn rất là xa luôn, nhìn rõ, nhìn xa, dùng thích lắm. Đấy, cho các bác đi chơi, đi du lịch, đi thám hiểm, đi rừng, đi rú, các bác ngắm cảnh động vật các thứ ok luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái ống nhòm nhá, ống nhòm Galileo của Mỹ nhá. Ống nhòm giá bên em đang gửi bác là 270.000 một cây và sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270k bao ship, giá rất tốt luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái túi giấy lau giày này. Đấy, chuyên bác đi giày, đấy, đi chơi, đi du lịch, đôi khi giày nó hay bị bẩn đấy, thì mà đôi khi các bác lôi đánh cái thứ giặt rũ nó rất mất thời gian, này các bác mua treo cái túi này về. Đấy, nó rất là nhỏ gọn thôi. Đấy, nhỏ gọn. Một túi này thì hình như nó được là 30 tờ nhá, rất nhỏ gọn. Đấy, mang đi mang lại rất là tiện nhá. Thì về các bác bóc ra. Cái này kiểu dạng giấy ướt nhưng mà nó là giấy lau giày nhá, chuyên để các bác vệ sinh lau giày này. Đấy, túi khăn rất là to luôn này. Đấy, và ở trong này thì nó chứa những cái chất gọi là như kiểu là dạng tẩy rửa rồi là các thứ hết rồi. Đây, đấy, bên trong có hết luôn này. Đấy, đi về các bác cứ dùng khăn này các bác lau trực tiếp vào giày dép của mình ok luôn. Đây, chuyên để các bác lau giày nhá. Đấy, giày thể thao, giày da, giày sờ nách các thứ, chất tất cả, hầu như tất cả các loại giày luôn. Đấy, dùng rất là tiện nhá. Đấy, em báo giá luôn. Lên mã giúp em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Đấy, bên em đang bán lẻ một túi này thì sẽ là đi 20k. Đấy, khi mà các bác ưu đãi tốt, khi mà các bác lấy 3 túi đấy, thì bên em sẽ bình tính với bác giá rất tốt luôn, 50k nhá. 50k cho 3 túi giấy lau giày, còn nếu các bác mua lẻ một túi thì là 20k nhá. Đây, đây em sẽ test bác coi luôn này. Đấy, đây em vẽ vời các kiểu đây nhá. Đấy, ví dụ như là em muốn tẩy đi thì như thế nào. Đấy, thì em sẽ dùng cái khăn này em lau đi nhá. Đấy, em lau đi này. Đấy, thì khi mà các bác lau thì nó sẽ tạo thành có một cái lớp bọt này. Đấy, lớp bọt này. Đấy, thì có nhìn này, rất sạch luôn. Ở đây nó có một cái lớp bọt này. Đấy, còn những cái chất bẩn nó sẽ hút hết vào trong cái khăn này. Đấy, khi mà các bác lau, đấy, các bác lau giày lau dép xong rất là sạch. Đấy, và các bác chỉ cần lau một lúc thôi, đến lúc nó sẽ tự động nó sẽ khô. Cái này khô khá là nhanh vì cái dung dịch nó dạng kiểu dạng nó bay hơi nhanh đấy, bay hơi nhanh. Đấy, nên là dùng rất ok nhá. Lên mã đi, em sẽ là cái túi giấy lau giày nhá. Một túi này là 20k và 3 túi là 50.000. Về các bác lau giày lau dép các thứ rất sạch sẽ luôn, đỡ phải giặt nhá. Đấy, mua một vài túi về thì thoảng mình lau, hoặc lấy 3 túi 50.000 về các bác lau. Đấy, đi mọi lúc mọi nơi mình có thể mang đi mang lại được, ở nhà mình cũng xài luôn. 50k 3 túi nhá, lấy một lẻ một túi là 20.000 túi giấy lau giày. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng, đó là cái hộp này là cái hộp tẩy xoong nồi đa năng rất là hay. Đấy, chuyên thì các bác tẩy xoong tẩy nồi nhá, rất là tiện dụng luôn. Đấy, xoong nồi các bác mà đang bị cặn bẩn cái thứ này thì các bác mua cho em cái lọ này về tẩy cực kỳ sạch luôn. Đấy, các bác kết hợp với lại một cái búi rác sắt, búi rác kim loại, các bác đánh cùng với cái bột này rất sạch luôn. Cái này em đã dùng thực tế ở đây, còn hũ nó đây. Đấy, thì về các bác cứ thế là các bác lấy cái bột này các bác phết trực tiếp vào cái chỗ các bác cần đánh rửa xoong mặt nồi thứ này, bàn bếp có thứ ok luôn. Đấy, các bác dùng thì các bác đánh rửa. Đấy, sau đó các bác kết hợp với lại cái miếng búi rửa bát bằng kim loại ấy, các bác có dùng kết hợp với cái bột này các bác đánh rất sạch luôn. Giá thì bình dân, chỉ có 20k một hũ thôi nhá, 20k một hũ. Đấy, to chà bá luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là cái hộp là hộp tẩy xanh tẩy xoong nồi. Đấy, đang gửi bác giá rất tốt, 20k một hũ thôi, 20.000 một hũ tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20.000, giá quá hạt rẻ bình dân luôn. Ôi, cái kem tẩy xoong nồi đa năng này không biết nó có được tốt như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Hiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn, thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và vôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và chà trong vòng 2 đến 3 phút, rồi xả qua nước và đây là kết quả. Ôi, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá, 20k một hũ tẩy xoong nồi cơ nhá, tẩy xanh tẩy xoong nồi, 20k một hũ này về rất là dễ dùng và dùng rất là hay luôn. Cho bác mã hàng đó là cái lô thùng đạn của Mỹ này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này thì đây, về để các bác đựng đồ nghề các thứ này rất là tiện luôn. Mà riêng với cái dòng thùng đồ đạn của Mỹ thì các bác yên tâm về chất lượng và độ bền rồi. Chắc là nếu mà cái thùng này thì em tính là nếu mà các bác chỉ có đựng đồ không thì chắc là các bác dùng khoảng tầm 20-30 năm luôn, thật sự luôn, rất dày. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi mà em vừa cân lên nó nặng khoảng tầm 3 cân nhá. Nhìn nó nhỏ nhỏ thôi nhưng mà nặng 3 cân, nặng dã man luôn, là các bác biết cái chất tôn của nó nào. Cái miếng thép của nó là dày dã man luôn. Đây. Đấy, có phần quai sách này. Đấy. Đây. Ký hiệu đạn điếc 7.62 ly này, 200 cát này.
hàng của USA nhá, rất xịn sò luôn. Thì về các bác muốn dùng thì các bác mở trong này ra, tay các bác cậy lên này, đấy, sau đó các bác mở ra, đấy, và các bác mở ra nhá. Về bên trong đây thiết kế cực kỳ là chắc chắn luôn, tôn rất dày nhá, cái miếng thép này nó rất dày luôn. Ở đây thì còn bo cả một cái gioăng cao su này, khi mà các bác đậy vào nó rất là kín luôn, không lo nước lôi nó vào nhá, không lo độ ẩm không khí nó vào, rất kín, các bác đựng đồ đựng đạc rất ok. Đấy, mà lúc nào mà các bác muốn cài vào thì các bác ấn xuống này, ấn nó xuống này, đấy, một tay các bác ấn này, một tay các bác cài này, đó, thấy không, cái khóa nó kêu keng keng luôn, rất chắc chắn nhá, đấy, rất chắc chắn luôn, đây, rất xịn sò ok luôn, quá ok. Kích thước thì em đã đo sẵn đây rồi, kích thước sản phẩm này thì chiều dài của nó sẽ là 28 này, chiều rộng là 15 và chiều cao là 18 nhá, đó thì em báo giá luôn. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn USA. Đấy, giá thì em về mức giá rất dễ mua bác luôn, 310.000 coi nhá, 310.000 một chiếc nha. Đấy, kích thước là 28 nhá. 28 chiều dài, chiều rộng 15 và chiều cao của nó sẽ là 18 nhá. Có phần quai sách này, rồi là phần khóa nắp. Ngon lành cho bác luôn. Đấy, khóa rất chắc chặt luôn. Khóa cực kỳ chặt luôn các bạn. Đấy, có thấy không? Kêu càng keng luôn, cái này phải lực tay đẩy vào cũng phải rất là khỏe, mà lực mở ra cũng phải khá là khỏe nhá. Đấy, vì nó đóng rất là chắc, đóng rất là chắc luôn. Đó, thiết kế rất chắc chắn nhá. Nặng hơn 3 cân, nặng hơn 3 cân mà. Đấy, à đây, cái nắp này có thể là tháo rời luôn này. Đấy, cái nắp này có thể tháo rời luôn. Các bác cần dùng, các bác có thể tháo được cái nắp này ra luôn, rất tiện dụng luôn nhá. Đó, đóng rồi này, ok luôn. Đó, rồi bên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái thùng đạn của Mỹ nhá, thùng đạn Mỹ USA. Đấy, kích thước là 28 x 15 x 18. Giá hiện tại bên em đang gửi bác là 310.000 một chiếc nhá, 310k một chiếc, bao ship tận nhà luôn. Rồi, sản phẩm tiếp theo thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã hàng này luôn, đó là cái con ấm siêu tốc của Hikari nhá. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ấm siêu tốc của Hikari. Giá thì hiện tại bên em vẫn đang rất là bình ổn với bác luôn, 320.000 một chiếc và bao ship tận nhà luôn. Công suất của sản phẩm này thì sẽ là 1.500W nhá. À, dung tích là 2.3 lít. Dòng này thì là hàng Nhật xuất nên là sử dụng điện 220. Nên là các bạn yên tâm về chất lượng nhá, dùng cực kỳ là ngon lành luôn. Đấy, cái này thì bên em bán khá nhiều về cái dòng sản phẩm ấm siêu tốc của Hikari rồi. Nói chung là dùng chất, dùng thích lắm. Đây. Đó, phần đế ấm này. Phần ấm chính này. Đấy, ấm chính nhá. Đấy. Hikari và có dòng chữ là Made in Japan có nhá, Made in Japan. Tay cầm này. Đấy, công tắc nhá, công tắc này. Đấy, công tắc. Phần nắp mở này bên trong, toàn bộ để inox 304, hàng hai lớp nhá, bên ngoài nó phủ một cái lớp nhựa nên là khi các bác xài không lo nó bị nóng các thứ ra ngoài, rất ok luôn. Đây, hàng vẫn còn nguyên siêu này. Đấy, hàng vẫn nguyên siêu, hàng mới keng luôn nhá, hàng mới keng luôn, rất ok. Dùng cầm cái con ấm này chắc chắn lắm ạ, ấm Nhật mà nên là cầm nó chắc lịch, cầm nó nặng trịch luôn. Đấy, không như cái dòng ấm trôi nổi các bác cầm nó nhẹ phỗng như con này. Ấm cầm cực kỳ chắc này. Đấy, phần chân khâu đồng nhá. Đấy, Hikari. Đó. Công suất là 1.500W này, dung tích 2.3 lít. Đấy, có tem đầy đủ hết luôn. Đấy, còn đây là phần đế ấm bo inox vùng quay. Đấy, phần dây nguồn ngon lành cho bác luôn nhá. Đấy, nhìn khâu đồng vàng chóe luôn này. Đó, rồi ok. Đấy, về các bác để đây, bấm cái nhau này lên, khi nào mà nước sôi tự động nảy, có thế thôi, rất là dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là siêu phẩm ấm siêu tốc của Hikari với mức giá là 320.000, mình em sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, dùng điện cho em là điện 220 nhá, nhớ giúp em là dùng điện 220 nên là các bác yên tâm rồi, điện Việt Nam, điện phổ thông. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lô ổ điện Nhật nhá. Đấy, ổ điện Nhật. Đấy thì các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ điện U5 nhá, U5 em báo giá luôn 250.000 một chiếc này. Đấy, hàng chuẩn chính hãng của Nhật, cực kỳ xịn luôn đây. Đấy, sản phẩm thì khi mà các bác mua thì sẽ sở hữu là một cái bộ ổ như này. Đấy, sẽ gồm có là 1, 2, 3, 4, 5 ổ nhá, chân dẹt, chân tròn, chân 3, chân 4 các bác cắm được hết luôn. Đó, toàn bộ ổ này thì đều tích hợp công tắc bật tắt nhá. Đấy, các bác dùng là các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi cho nó an toàn. Đấy, tránh tình trạng cháy nổ hoặc là trẻ con thứ nó có chẳng may nó chạm vào nó không bị giật các bác nhá. Đây, nó có cả phần chống giật của trẻ con này. Đấy, có phần nắp đậy đầy đủ hết luôn. Đấy, đèn báo cho từng ổ một luôn nhá, các bác bật ổ nào thì nó sẽ lên đèn báo ổ đấy nhá. Đấy, tắt thì nó sẽ tắt đi, lúc nào bật thì nó sẽ lên đèn báo nhá. Đấy, có đầy đủ luôn. Con này thì hàng của thương hiệu Akira nhá, Akira đây, Akira. Đấy, max công suất của nó sẽ là 3.500W nhá, sử dụng là điện 110 đến 220. Đấy, 50-60 hàng này, Made in Japan, các bạn nhìn rõ không? Đó, Made in Japan. Đấy, dòng ổ điện của Nhật cực kỳ xịn.
Dây này của nó sẽ là dây dài 5 mét nhá, dây dài 5 mét nên là các bác cũng là thoải mái luôn các bác, dòng dạo các bác từ đầu nhà đến cuối nhà luôn, rất ok. Dây khá là to, mềm, đẹp, chắc chắn, phần đầu cắm chắc chắn luôn. Rồi, lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái ổ điện U5 nhá, ổ điện U5. Em báo giá bác luôn, đang gửi bác là 250.000 một chiếc ổ điện U5 nha, bao ship đến tận nhà bác luôn nhá. U5 250.000 một chiếc. Nói chung là với một cái mức giá 250.000 các bác sở hữu cho em một cái con ổ này thì quá chất lượng luôn. Đấy. Toàn bộ của nó sẽ là chân đồng luôn nhá. Đấy, chân đồng và có tích hợp công tắc, đèn báo, phần chống giật trẻ em, đầy đủ ngon này. Hàng made in Japan nhá. Đấy, không có gì phải chê về cái sản phẩm này rồi. Đấy, quá ok luôn. 250.000 bao ship và việc chốt luôn luôn. Tiếp theo thì hiện tại em đang gửi bác đó là cái mã đá mài này, đá mài dao nhá, hàng của thương hiệu Katashiwa made in Japan. Hiện tại em đang có hai mã đá, là một mã là đi 5.000 10.000 nhá. 5.000 10.000 và một mã đá là 8.000 3.000. Đấy thì cái này thì thông số của nó càng cao thì cái phần độ mịn này nó càng cao nhá. Đấy thì các bác tùy nhu cầu. Đấy, các bác muốn độ mịn nó thấp thì các bác mua cho em cái mã 3.000 8.000 này. Còn các bác muốn mà cái độ mịn nó cao thì các bác mua cho em cái mã là 5.000 10.000 nhá. Đấy, toàn bộ hàng thì của Made in Japan, thương hiệu là Katashiwa nhá, Katashiwa. Đấy. Con này thì sẽ có hai mặt nhá, hai mặt thì các bác ví dụ một mặt là các bác mài dùng để mài phá và một mặt là các bác dùng để mài sắc, mài lấy lưỡi nhá, thì các bác dùng hai mặt được cho em. Và đi kèm thì sẽ có cho bác là một cái giòn cao su. Một cái giòn cao su nhá. Đấy, các bác cho vào cái phần đáy của nó này. Đấy. Và các bác để ví dụ để trên phần mặt kính, mặt đá hoa vô tư cho em thoải mái luôn. Không là lo nó bị trơn trượt nhá, cái phần mặt cái phần do cao su này nó bám dính rất tốt luôn, cái độ bám dính rất là cao. Đấy, các bác để phần mặt kính mặt đá hoa không lo nó trơn trượt nhá. Các cụ bảo là đòn sắc không bằng chắc kê. Đấy, các bác làm gì làm mình cứ phải chắc chắn trước đã, sau đó các bác làm công việc các thứ nó mới suôn sẻ được. Mài con dao thứ là các bác mài nó không bị xô dịch đá, mài nó mới mượt, nó mới ngon được, nó mới sắc được nhá. Đó. Bên em sẽ chia thành hai loại nhá. Cái mã đá là mã đá 5.000 10.000 này thì sẽ là mã đá A nhá, đá A. Đấy, đá A này. Đá A thì tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 90.000 nhá, 90k một viên này thôi, chỉ có 90.000, mã đá mày A. 90.000 một viên. Còn nếu mà các bác muốn mua cái con 3.000 8.000 nha, 3.000 8.000 thì sẽ mã đá sẽ là đá B nhá. Đá B. Mã đá B này thì tại em đang có giá là đi 80.000. Đấy, nó chênh nhau 10.000 một viên. Mã đá B là 80.000 nhá, 80.000 3.000 các nhá. Độ mịn sẽ là 80.000 3.000. Đá B sẽ là 80.000 một viên, còn mã đá A thì sẽ là 90.000 một viên nhá, 90.000 một viên. Thì toàn bộ thì sẽ có đều tặng kèm thêm bác là cái giòn cao su như này. Đấy, cái giòn để cao su để các bác kê nó không bị trơn trượt nhá. Em báo giá lần nữa này. Đá A thì đang có giá là 90.000 và đá B đang có giá là 80.000 nhá. Đấy, đá A thì là 5.000 10.000, đá B là 3.000 8.000 nhá. Hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Tiếp theo thì cũng là một cái món đồ nhà bếp này. Đấy, em còn mấy cái chảo này em cũng lên thanh lý xả kho bán anh bác luôn. Dòng chảo cực kỳ đẹp luôn. Đấy, chảo rất đẹp và chất lượng nhá. Toàn bộ thì đều phủ một cái lớp chống dính. Con này thì đường kính nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Đường kính của nó rơi vào là đi nó rơi vào là 18 cm nhá, 18 cm. Đấy, 18 cm. Chảo này hôm nay em cũng xả kho, em còn ít em xả kho còn mấy cái em xả kho nốt luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con chảo 18 cm nhá, chảo 18 cm này. Chảo 18 cm này thì bữa trước đang bán cho bác là 60.000, hôm nay em về cho bác mức giá rất dễ mua luôn, 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái chảo 18 cm này, chỉ có 30.000 thôi, giá nó quá bình dân luôn, các bác mua đâu một con chảo này. Hàng này bên em hàng ôm lô, hàng thanh lý nên cái giá nó tốt rồi thôi. Đấy, có phần tay cầm đầy đủ luôn, bên trong bên ngoài đều tráng một lớp chống dính nhá, chống trượt trượt, các bác mua về ví dụ như là mình có rán quả trứng rồi là nấu những cái món nhỏ nhỏ vào đây cũng rất là tiện dụng luôn. Đấy, khá là sâu nhá, khá là sâu. Để về các bác rán nấu cho thoải mái luôn. Đang giảm giá xả kho có 30.000 thôi. Lên mã duy em sẽ là cái chảo đường kính là 18 cm nhá. Đấy, chảo đường kính là 18 cm với giá sẽ là 30k một cái chảo nhá, 30k một cái. Sau đó tí sau thì em lên luôn cho bác mà hàng đó là cái mã đó là cái kệ hai dâu. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu, cái này thì giá bình dân thôi, chỉ có 10.000 một cái nhá, 10.000 một cái. Đấy, mua các bác mua này bên em mua vừa tặng được cái sản phẩm đấy, giá rất là hạt rẻ rồi. Lên mã em sẽ là cái kệ hai dâu nhá. Đấy, kệ hai dâu về các bác dùng để đựng điện thoại, đựng điều khiển tivi rất tiện dụng luôn, 10k một cái nhá, 10k một cái. Thì đây, cái này về rất là dễ xài đó. Đây, em bóc cho các bác một cái này. Đấy, về các bác rất là dễ xài luôn nhá. Về các bác ví dụ giá chỗ nào vị trí các bác muốn sử dụng, các bác lấy theo cái miếng ra này.
dán vào đây. Con này có cái băng dính, miếng băng dính em ạ, các bác dán lên tường. Đấy thì cái khe này các bác có dùng để mình để điện thoại vào đây này. Đấy, để điện thoại ở đây. Rồi ví dụ cái phần móc này, ví dụ các bác có chìa khóa đồ các bác móc các bác đeo vào rất tiện dụng luôn. Đấy, ngoài ra nếu các bác không thích dán thì mình có thể là ghim cái đinh vào đây nhá. Đấy, trong hai cái lỗ đinh như này. Đấy, để các bác ghim đinh vào. Đấy, ghim đinh sẽ chắc chắn hơn. Ở đây. À, đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Đấy, khi mà các bác dán lên nhá. Đấy, ví dụ mình có thể dùng để sạc điện thoại này, cũng rất là tiện dụng này. Rồi các bác đeo móc chìa khóa các thứ này cũng rất là hay luôn. Đấy, để phần đầu giường, cửa lối ra vào, đấy những cái chỗ vị trí đắc địa. Đấy, mình đôi khi là mình bất tiện mình không có cái đồ để, đấy các bác lấy cái này các bác cho vào cũng rất hay. Đó, tiện dụng cực kỳ luôn nhá, rất hay nhá. Đó. 10.000 một cái nhá, 10k, 10k, 10k một cái kệ hai dầu nhá. Đấy, 10k một cái. Về các bác để vào là xài là ok luôn. Đấy, móc chìa khóa để điện thoại đây. Ở đây có phần khe này, các bác điện thoại ở đây là các bác vẫn có thể là cắm được sạc nhá, cắm được sạc luôn. Lên mã thì em sẽ là cái kệ hai dầu, đang ở bác là 10k một cái kệ hai dầu này nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng đó là cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đấy, bộ vòi xịt vệ sinh inox 304. Bộ này thì về các bác xài thì quá ok rồi. Đấy. Cái này thì em bán khá là nhiều. Đấy, các bác mua về thay những con vòi nhựa, vòi truyền thống đi. Đấy, con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Đây, một cái bộ vòi xịt vệ sinh sẽ gồm có kèm bác là một cái sợi dây đi kèm này. Dây này thì dây chống gập, dây chống gập chống rối nhá. Đấy, dây cũng là dây inox luôn. Tiếp theo là một cái tay xịt này. Đấy, tay xịt inox 304 nhá, Su 304. Đấy. Hàng này thì hàng của thương hiệu Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Cái phần bóp này nó rất là nhẹ. Đấy, bóp rất là nhẹ, bóp rất là thích luôn. Cái lượng nước ra phụt nó ra rất là đều, rất là mạnh nhá. Và bên trong này thì sẽ gồm có các bác là một cái giá đỡ đi kèm luôn này. Đấy, về các bác gắn vào tường và có đi kèm thêm cho bác là cả ốc vít luôn. Rất chu đáo và cẩn thận nhá. Có đi kèm bác là cả ốc vít thì về các bác kết nối lắp vào nguồn nước, lắp treo cái giá đỡ lên và các bác cài ngay lên, lúc nào dùng thì các bác dùng xong là các bác cài lên, rất là gọn gàng ok nhá. Đấy, full combo một cái bộ này, một cái bộ vòi xịt inox 304 nhá, từ inox, từ ốc cho đến đầy đủ dây vòi thứ toàn bộ bằng inox luôn nhá, nên các bác dùng rất là bền. Đấy, đặc biệt là các bác dùng trong môi trường nhà vệ sinh, nhà tắm thứ nào nó rất là ướt át ở mướt thì các bác dùng cho em inox này rất là bền. Đó, 100.000 bộ nhá, 100.000 bộ thôi. Đợt này cũng đang được giảm giá xả kho đấy. Lên mã em sẽ cái bộ vòi xịt vệ sinh. Đang gửi bác là một bộ này là 100k nhá. Một bộ là 100k là chọn bộ luôn. Là về là các bác chỉ việc là lắp vào các bác xài thôi, không cần phải mua thêm gì cả nhá. Vì ở đây nó có cả kèm cả ốc vít rồi. Đấy, kèm cả ốc vít rồi là kèm cả là dây dẫn xịt, giá đỡ tay xịt các thứ đầy đủ luôn. Là 100 chọn bộ, như một bộ này là 100.000. Hàng của Osaka Japan. Đấy, Osaka Japan. Chọn bộ là 100.000 một bộ nhá. Đấy, lên mã em sẽ là cái bộ vòi xịt 100k một bộ nhá. Đó, giá rất hạt rẻ bình dân. Cái ổ điện U1 này, ổ điện U1 nhá. Ổ này thì giá bình dân thôi. 50.000 một cái ổ này, rất là hay. Đấy, các bác mua về sử dụng mình vừa có đây. Ở đây em sẽ giới thiệu chi tiết luôn này. Nó sẽ có những cái ổ cắm để các bác cắm điện trực tiếp 220 này. Đấy. Rồi là một cái bóng đèn ngủ này và có kèm luôn các bác là hai cái cổng USB. Ví dụ là các bác có thể là cắm đầu giường. Mình vừa làm một cái ổ cắm để các bác cắm thiết bị điện này, có hai cái cổng để các bác ví dụ là cắm sạc điện thoại này, rồi là có một cái đèn ngủ để các bác làm cái đèn ngủ luôn, rất hay. Đấy, cấp trực tiếp vào nguồn 220 cho em là các bác xài nha. Đây, cắm cho bác coi thử này. Đấy, các bác cắm trực tiếp điện 220. Đó, các bác bật là nó sẽ lên cái đèn nha. Đó, một cái ánh sáng nó vừa đủ để các bác làm một cái đèn ngủ rất là hợp lý luôn. Đấy, đây là cái công tắc này. Công tắc này là cái công tắc nguồn của cái ấy này các bác nhá, cái công tắc nguồn của cái bảng này, đấy của cái bảng mạch này, rất là hay luôn. Đó, có cả cái công tắc nguồn luôn, lúc nào mà các bác ở đây nó có cả công tắc riêng luôn, lúc nào mà các bác dùng đèn ngủ các bác bật lên, không dùng thì mình có thể tắt đi. Và đây là cái công tắc nguồn của cái bảng mạch này. Đấy, nếu mà các bác dùng thì các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Nhiều khi ví dụ là trẻ con thì biết rồi, nó có cái công tắc này rất an toàn luôn. Và đây là hai cái ổ cổng USB nhá. Thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là cái ổ này sẽ là cái ổ điện U1 nhá. Ổ mã sẽ là ổ điện U1. Ổ điện U1 này thì hiện tại bên em đang gửi bác giá rất là bình dân, chỉ có 50.000 thôi, 50k nhá. Mã sẽ là mã ổ điện U1 nhá. Đấy, mã ổ điện U1 là 50k, nó còn có kèm cả cái bóng đèn ngủ rất tiện dụng luôn. 50k một cái ổ điện U1 nha. Ngoài ra thì đây, bên em có bán kèm thêm cho bác đó là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy thì về các bác có thể cắm vô đây này. Đấy, để các bác sử dụng các bác sạc cho điện thoại này. Đấy, cái dây sạc này rất hay. Đó, toàn bộ thiết kế phần vỏ ngoài là được bọc silicon chống gập chống gãy nhá. Các bác cứ vò gập cho em thoải mái, không lo nó bị gãy đâu. Siêu bền luôn, riêng cái dòng này thì siêu bền. Đấy, các bác nhìn cái phần bo này, nó bo kim loại luôn nhá, rất chắc chắn luôn. Đấy, kể cả phần đầu nó này. Đó, về các bác
có cổng USB, các bác cắm trực tiếp cái cổng USB là các bác sạc. Con này nó có cả đèn báo luôn nhá, đây có cả đèn báo luôn này. Đấy, cái này thì các bác sạc thì con này sạc thì các bác sạc đa năng hầu như tất cả các loại máy hiện tại bây giờ. Đấy, cho chân Samsung, chân iPhone này, đấy, chân iPhone, rồi là chân Samsung đời cũ này, đấy, rồi là chân Samsung đời mới, chân Type C nhá, chân này là chân micro USB này, và chân này là chân Lightning này. Đấy, cắm iPhone này, cắm Samsung, cắm Oppo, cắm Lenovo, rồi là tất cả các loại máy trên thị trường bây giờ luôn. Đấy, rất tiện dụng. Cái dây sạc này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 40.000 một dây nhá. Cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái dây sạc cam 3 đầu. Đấy, dây sạc cam 3 đầu này. Sạc cam 3 đầu. Đó. Đang gửi bác một cái dây sạc cam 3 đầu này với giá sẽ là 40.000. Đấy, 40.000 một cái dây sạc cam 3 đầu nha. Đấy. 40.000 một dây. Còn cái ổ điện U1 này thì đang bán là 50.000. Đó, về các bác sử dụng rất tiện dụng luôn. Dòng này các bác yên tâm là dùng cực kỳ nồi đồng cua đá luôn. Dây nó rất là chắc chắn. Đấy, cái này thì em bán siêu nhiều rồi. Đấy, năm vừa qua mới bán chắc phải đến vài trăm nghìn cái dây luôn, dã man luôn các bác nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mấy hàng đó là cái con máy rửa xe chạy pin này. Lâu lâu không quay chắc là các bác quên nhá. Giá thì bên em vẫn đang bình ổn đấy bác, mà giá thì rất hạt rẻ luôn. Chỉ có 270.000 cho một cái con máy rửa xe chạy pin này thôi. Đấy, 270.000 một con nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái con máy rửa xe nhá. Đấy, máy rửa xe con này nó xài pin nhá. Máy rửa xe xài pin. Đấy, máy rửa xe này xài pin. 270.000 và bên em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá. 270.000 một con máy rửa xe chạy pin này, bao ship tận nhà luôn. Đó. Bộ sản phẩm đi đầy đủ các phụ kiện đi kèm. Đấy, có dây dây dẫn này. Đấy, rồi là ở đây thì sẽ có là phần đầu nối thứ này. Đấy, rồi là lõi lọc nước nhá. Đầy đủ luôn, rồi là hai cái béc phun. Con này thì có hai béc phun, một béc phun cho chế độ là rửa xe. Đấy, và rửa sân. Và một cái béc phun để các bác có thể dùng để tưới cây. Đấy, tưới cây các thứ là rất tiện dụng nhá. Đấy, đầu cút nối đầy đủ luôn. Một cái bình xịt tạo bọt tạo tuyết này. Đấy, về các bác ví dụ các bác chế cho em tí nước rửa bát các thứ này, nước xà phòng vào đây. Đấy, thì các bác xịt ra nó ra tạo bọt tuyết rất ok luôn. Đấy. Ở trong này thì sẽ có là một thân máy này. Đấy, một thân máy nhá. Đấy, thân máy này rất ok. Đấy, thân máy đây là phần công tắc bấm này. Đấy, công tắc bấm nhá. Một cái đốc pin, một cái đốc pin. Đấy, một cái đốc pin này rất ok luôn, một cái đốc pin. Đấy, về các bác gắn đốc pin vào đây. Sau đó các bác bật máy rồi các bác xài. Và đi kèm cho bác là một cái cục sạc luôn nhá. Một cái cục sạc thì con này nó sử dụng cái chân pin, sạc cái chân pin Makita, chân pin phổ thông. Đấy, về nếu mà các bác có pin sẵn luôn thì các bác có thể là lắp luôn vào các bác xài. Đấy thì và khi mà hết pin thì các bác lại cắm vô đây. Đấy, cắm sạc vô đây, sau đó các bác cắm trực tiếp cái cục nguồn này vào nguồn 220 là các bác cắm sạc cho cái cục sạc này rồi. Đấy, rất tiện dụng. Đây em sẽ lắp vào bật máy test bác coi nhá. Đó, đây, đó lên này, các bạn nhìn này, đấy vẫn còn nước này, đấy hàng test vẫn còn nguyên nước này, đó nguyên nước luôn nhá, đấy rất ok luôn, đó cực kỳ là ngon lành ngày nào luôn nhá, rất tiện dụng luôn, đó máy nó chạy rất êm nhưng mà cái lực phun nó rất là khỏe nhá, cái lực phun nó rất là khỏe luôn, đấy lực phun nó rất là khỏe, cái đầu này sẽ là đầu ra, còn đầu này là đầu hút nước vào này, đấy, đầu hút nước vào, còn đây là sẽ là đầu ra nhá, đầu ra, đấy về các bác lắp đặt vào là các bác xài thôi. Rất ok, rất tiện dụng luôn. Cái này thì không cần phải dây dọa gì đằng nha. Đấy, mình rửa xe này, rửa sân này, rồi là phun tưới cây cũng rất ok luôn. Đấy, mà giá nó bình dân, nó chỉ có 270.000 một cái thôi. Đấy, lên mã giúp cho em sẽ là cái con máy rửa xe chạy pin nhá, 270.000 và ưu đãi cực sốc là bao ship cho bác tận nhà luôn. Đấy, đầy đủ phụ kiện này, pin này, thân máy này, rồi là dây này, nguồn này, phụ kiện lắp đặt đi kèm này. Đấy, bình bọt tuyết này, rồi là còn có cả củ sạc đi kèm luôn. Đấy, chọn bộ này là 270.000 một bộ nhá. Đấy, nguyên hộp nha. Đấy, chọn bộ cả một cái con máy rửa xe chạy pin này là 270.000 một cái nhá. Cái sản phẩm kiềng chắn gió bếp ga thì bên em tiếp tục hàng về này. Đấy, cái này thì cũng giá bình dân thôi, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Lên mã cho em sẽ là cái kiềng chắn gió nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30.000 nhá, 30.000 cho một cái chiếc kiềng chắn gió bếp ga này. Cái con này công dụng của nó rất là hay. Về thì các bác cứ chụp trực tiếp vào trong cái bếp ga nhà mình. Đấy. Và cái con này là nó khi mà các bác chụp vào thì ví dụ như là nhà các bác có quạt gió nữa rồi thì nó không bị thổi, nó không bị lùa ga ra các hướng, nó không bị tỏa ga ra. Và khi mà các bác chụp vào thì các bác để nồi đây thì nó sẽ áp sát vào cái phần mặt của cái bếp ga. Đấy thì cái phần nhiệt nó sẽ hấp thụ là trọn vẹn luôn, nó không bị lòe ra ngoài nhá, không bị lòe ra ngoài thì các bác đun thứ nhất là vừa đỡ tốn ga này,
vừa nhanh này đấy, vừa đun vừa đỡ con ga vừa nhanh đấy, rồi là rất là sạch sẽ, ok luôn đấy. Cái phần muội miếng thứ là toàn bộ là khi mà nó không có cái phần dao dao thoa giữa phần đáy xong với phần lửa là nó ít, thì cái phần muội thứ là nó sẽ giảm đi nhá, giảm đi rất là nhiều luôn đó. Công dụng rất là tốt luôn. Nói chung là các bác nên mua cái sản phẩm này về các bác sử dụng lắp vào bếp ga này mình các bác xài. 30.000 một cái nhá, 30.000 một cái đó, rất ok luôn. Đây cái phần chân kiềng này thiết kế dạng răng cưa này. Đấy, thiết kế cái dạng răng cưa. Đây là các bác sử dụng, các bác xài rất ok luôn. 30k một cái nhá. Lên mã thì em sẽ là cái kiềng chắn gió bếp ga nhá, kiềng chắn gió bếp ga 30k một cái nha. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái bộ rổ hai lớp nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp. Bộ rổ hai lớp hàng của Việt Nhật nhá. Một cái bộ rổ hai lớp này thì sẽ gồm có cho bác là 6 cái mã này, 6 sản phẩm này thì sẽ gồm có là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, tổng thì sẽ còn có 6 sản phẩm. Thì đây em sẽ mở cho bác coi. Các bác có thể dùng là đi theo bộ và các bác có thể dùng lẻ. Đấy, bình thường ví dụ các bác hay rửa rau rửa cỏ ra, các bác bỏ ra thì ví dụ nó hay róc nước. Róc nước thì các bác dùng làm gì? Đấy, các bác sẽ lấy cho em cái chậu đi kèm này, các bác đút nó vào. Đó thì cái phần nước nước thừa nó sẽ róc hết xuống phần dưới này. Đấy để các bác sử dụng nhá. Đó thì cái phần nước nó sẽ không bị văng vãi linh tinh nhá, rất sạch sẽ luôn. Còn nếu mà các bác muốn tách ra thì các bác sẽ tách ra thì sẽ thành được là một chiếc chậu và một chiếc rổ này. Đấy thì một sẽ thành ra hai luôn. Còn nếu các bác muốn chung thì các bác cho vào nhau thì sẽ chung thành một bộ. Còn nếu các bác không thì các bác tách ra đấy sẽ thành được một chiếc chậu này, một chiếc rổ này. Đấy thì đây nó sẽ gồm có cho bác là 6 sản phẩm luôn. Đấy 6 sản phẩm này. Đây này, một này, bộ 1 này. Đấy, 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 nha. Đấy. Hàng này thì hàng của Việt Nhật nhá. Đấy, bộ rổ hai lớp vuông nhá. Đấy, kích thước nó có đầy đủ hết luôn. Hàng Việt Nhật thì các bác yên tâm về chất chất lượng rồi. Đấy, con này thì nó là thành phần nhựa PP. Nhựa PP thì siêu bền và siêu yên tâm cho sức khỏe và người sử dụng nhá, rất ok luôn. Đấy, lên mã em sẽ cái bộ rổ vuông. Đấy, bộ rổ vuông 6 món hai lớp nha. Đấy, bộ rổ vuông hai lớp. Đấy, bộ rổ hai lớp nhá. Cứ lên mã em sẽ cái bộ rổ hai lớp 6 món nha. Giá thì đang rất là hạt rẻ luôn. Đấy, hôm nay em sẽ giảm luôn cái mã này luôn nhá. Bữa trước đang bán bác là 100k. Đấy, 100k hôm nay em giảm luôn bác, giá chỉ còn có là đi 80.000 thôi. 80.000. Đấy, các bác sở hữu cho em một cái bộ rổ đẹp như này, chất lượng như này và nhiều món nha. Đấy, một bộ rổ hai lớp vuông 6 món luôn nhá, 6 món luôn, vừa có rổ vừa có chậu để về các bác xài luôn. Đấy, mà hàng của Việt Nhật luôn nhá, hàng Việt Nhật luôn. 80.000 một bộ luôn nhá. Giày rất chắc chắn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, 80.000 một bộ. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái lên mã thì em sẽ là cái bộ chổi hót rác này. Đấy, bộ chổi kèm với cả hót rác luôn nhá. Đấy, chổi kèm hót rác, cái này bộ này em bán cũng rất là nhiều mà dùng rất là tiện luôn. Bộ này thì hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 200.000. Hôm nay em về bác mức giá rất dễ mua luôn. 160.000 một bộ nhá. 160.000 một bộ này. Bộ chổi kèm với hót rác nhá. 160.000 một bộ đây. Mà lắp cho bác một bộ này. Đấy thì một bộ sản phẩm thì về các bác khi mà bên em gửi đi nó sẽ tháo rời ra. Thì về các bác sử dụng thì các bác sẽ lắp đặt nó vào. Sau đó các bác xài luôn. Đây. Nó có cái phần đầu chổi này. Đầu chổi dạng đầu cước nhá, các bác quét ở tất cả các mọi địa hình luôn. Đấy đây. Dạng đầu cước các bác quét ở môi trường, môi trường ở bướt, môi trường nước nôi thoải mái, môi trường khô ráo thoải mái luôn nhá. Và cái phần hai của nó đây nó dạng cước này. Đấy, thì cái phần bụi bẩn các thứ nó không bị bết về đây nhá. Các bác sử dụng rất là sạch. Mà mình ví dụ mỗi lần mình dùng xong mà ví dụ bẩn quá thì mình có thể mang đi ra nước nôi các bác thứ giặt giũ cho em thoải mái luôn. Đó. Đây là cái phần gầu hót rác này. Đấy, phần gầu hót rác nhá. Đấy thì về các bác sử dụng và các bác mở xem này lên. Đấy, sau đó các bác lắp đặt nó vào. Gửi kèm bác thì sẽ gồm có những cái thanh nối thứ nha. Đấy, thanh nối này về các bác nối nó vào với nhau nhá. Đấy, thanh nối bằng inox luôn, rất chắc chắn. Đó. Về các bác nối xem vào với nhau. Đó đây, cả cái phần này thế này. Đó các bác nối với nhau, sau đó một cái thì các bác nối vào với lại cái phần chổi, đầu chổi, còn một cái thì các bác nối vào với lại cái phần hót rác, có thế là xong, rất là dễ dàng lắp đặt và rất là dễ dàng sử dụng luôn. Đấy, cái phần còn lại đây, cái thanh còn lại đây, các bác nối luôn vào đây cho em. Đó, các bác nối đây cho em nhé. Đó, các bác nối vào đây. Đó thì các bác nối vào nó sẽ như này. Đây khi mà các bác sử dụng các bác lắp đặt nó sẽ này, sẽ gồm có là một chiếc hót rác đi kèm cho bác là một chiếc chổi này. Cái này rất hay, thì bình thường là các bác dùng chổi các bác quét rồi, hót rác là các bác dùng thì các bác hót rác rồi. Đấy thì các bác dùng những cái
phương án cơ bản như thế. Và ví dụ mình có dính tóc các thứ vào đây, các bác cho là các bác tuốt này. Đấy, cho là các bác tuốt xem. Đấy, và ví dụ dính bẩn các bác cho là các bác tuốt thì nó sẽ bẩn thứ nào nó sẽ rơi xuống nhá. Nó sẽ rơi xuống. Đấy, rơi vào trong cái gầu hết luôn. Và lúc nào mà xài xong thì các bác cho vào đây. Đấy, cho đây các bác ghép vào lại xem. Các bác cho về nhá, các bác ghép lại vào này. Đấy thì nó sẽ thành một bộ nha. Đó, thấy không? Ghép vào. Rồi các bác cứ cầm này, các bác xách mang đi mang lại rất tiện dụng luôn này. Đấy, các bác xách mang đi khắp nhà luôn. Các bác để ở đấy được. Hoặc các bác nếu mà nhiều khi các bác cần thì đây, có thể là các bác dùng chân hoặc các bác dùng tay các bác gạt này chưa? Đấy, nó rất là gọn nhá. Đây thì gạt lên nó rất là gọn luôn. Đó, rất tiện dụng luôn nhá. Đây. Đó thì nó sẽ thành một bộ này, các bác để nó đứng lên nha. Đấy, ví dụ để vào những cái phần khe cửa thứ giờ rất tiện dụng, lúc nào dùng các bác cầm các bác xách tất này đi. Đỡ phải đi tìm nhá, nhiều khi lúc các bác dọn xong, mình dọn xong rồi, chổi thì đang cầm tay để quét rồi, đến lúc dọn xong lại không thấy hot rác đâu, rất là bực mình. Đấy thì cái này thì nó sẽ đi kèm là lúc nào cái chỗ này với cái hot rác này là lúc nào là nó cũng sẽ đi kèm với nhau luôn. Nên là cái, ví dụ như là mỗi lần các bác dọn xong là các bác cứ lấy này các bác quét xong. À, mình muốn quét dọn là các bác lấy cái bộ này các bác quét xong đấy là nó sẽ đi liền với nhau luôn, vừa chổi gót rác nó sẽ đi kèm với nhau luôn, rất tiện dụng nhá. Thì một cái bộ này hiện tại em đang gửi bác giá sẽ là đi 160.000 bộ đấy, và khi nào mà dùng xong thì mình có thể gặp lên nhà đấy, gặp nhà thành một bộ rất ngon lành luôn đấy, nó liên kết với nhau rất hay. Đó là 160.000 bộ này nhá, 160.000 một bộ chổi kèm với gót rác đó. Các bác mua một bộ mà được hai luôn đấy, mua một bộ được hai luôn, vừa có cả chổi vừa có gót rác luôn, chỉ có 160.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là cái dòng chiếu điều hòa này. Rất nhiều bác hỏi cái mã chiếu điều hòa này thì bữa trước đang bán, đang bán hết hàng ạ. Đấy đi đây. Vì bữa trước đang bán nó là vào mùa đông ạ, nên đâm ra nó bị hết hàng. Thì đây đợt này nó về thêm cho bác nhá. Đấy dòng chiếu điều hòa, đấy chiếu mây nhá, dạng sợi mây nằm cực kỳ mát luôn. Đấy nằm rất là mát nhá và rất là sạch sẽ các bạn. Nằm rất là mát và rất là sạch sẽ nhá. Đó đây. Toàn bộ đèn và sợi mây rất là tỉ mỉ này. Có phần bo khâu viền ngon lành luôn nhá. Đấy bo khâu viền để không bị xòe ra. Đấy. Đây có cả cái mặt dưới hoa lá cành các thứ này. Rồi là cái phần góc này nó có những cái sợi chun này để về các bác cạp vào cái phần góc giường rồi những cái phần chỗ đệm một thứ là nó không bị xô dịch cái chiếu nhá, xô dịch cái chiếu. Đó. Đợt này thì giá nó bình dân thôi. Đấy, hiện tại bên em nó có hai mã nhá, hai mã chiếu điều hòa. Thì một mã là 1m6 và một mã là 1m8 và hiện tại bên em đang gửi bác giá thì rất là bình dân luôn. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái chiếu điều hòa. Đấy, chiếu điều hòa, chiếu mây nhá, chiếu điều hòa, chiếu sợi mây nằm siêu mát luôn và đặc biệt bắt đầu đang vào mùa nóng rồi. Đấy các bác mua về thay những cái chiếu cũ đi. Đấy nằm bắt đầu đang vào mùa nóng rồi, các bác nằm cho nó mát lưng, dễ ngủ nhá. Đó, chiếu điều hòa kích cỡ sẽ có là 1m6 x 2 nhá và 1m8 x 2. Và tại vì em đang bán đồng giá luôn, giá rất tốt và dễ mua, 160.000 cho một chiếc chiếu điều hòa nhá. Đấy, chỉ có 160.000 thôi, giá cực kỳ là bình dân luôn nhé. 160.000 một chiếc chiếu điều hòa, kích cỡ sẽ là 1m6 x 2 và 1m8 x 2. Đấy thì về các bác xem cái giường nhà mình xem kích cỡ nó bao nhiêu thì các bác cứ báo cho em nhé. Đấy xem giường bao nhiêu kích cỡ nhé, bác bao nhiêu thì cứ báo cho em. Đấy lấy mã nào, lấy chiều dài như thế nào thì cứ báo cho em thì em sẽ nhặt cho bác mã đấy nhá. 1m6 và 1m8 bán đồng giá là 160.000 một chiếc chiếu điều hòa chiếu mây. Nằm mát lắm, nằm mát mà nằm cực kỳ thích lắm, mà nằm nó bền. Cái này nhà em xài khoảng tầm 4 năm nay nằm rất bền luôn nhá, nằm rất bền luôn, nằm bền lắm, nó không bị xô chiếu những cái dòng chiếu cói là các bác nằm nó hay bị xô rồi là nằm nó cảm giác nó đau người vì nó hay bị lằn như con này này. Cái dòng chiếu này nó rất là phẳng. Đấy, nó rất là phẳng mà nằm rất là mát, nằm rất là êm nhá, nằm thích lắm, nói chung nằm thích cực kỳ luôn. Đó. 1m6 x 2m8 x 2 bán đồng giá là 160.000 một cái nhá, 160.000 một cái chiếu điều hòa. Đấy thì đã có chiếu rồi thì sẽ có luôn cho bác cả gối luôn nhá, có cả gối luôn. Thì bên em hiện tại đang phân phối cái dòng gối công thái học này, gối nằm cực kỳ êm luôn. Đấy, dòng gối công thái học nhá, thiết kế dạng thông công thái học nằm rất êm. Đấy, đặc biệt cho bác nào mà hiện tại đang ngủ ngáy này, ngủ ngáy to này, rồi là bác đang đau cổ vai gáy, đau đốt sống cổ thì các bác mua cho em cái dòng gối này về. Đấy, nó thiết kế là dạng là lõm ở giữa này. Đấy, thì khi mà các bác nằm thì cái phần gáy của bác nó sẽ không bị bập bềnh, nó sẽ khớp với lại cái phần khu vực phần đầu này. Đấy, rồi là phần ấy nó sẽ lõm xuống để nó theo cái dạng gối sẽ là kiểu dạng công thái học nhé, nó không bị ảnh hưởng cho đốt sống cổ này. Đấy, rồi là các bác ngủ không ngon, ngủ không sâu giấc thì các bác mua cho một con này về, nằm cực kỳ, gối cực kỳ êm luôn và rất là sướng. Đấy, nó thiết kế dạng
lõm ở giữa nhá, thì các bác nằm rất là thích luôn. Nó nằm rất thích. Mà cái gối này nó rất là to này. Các bác có thể lăn bên trái, lăn bên phải nhưng mà không bao giờ hết gối luôn. Cái chiều dài gối nó rơi vào khoảng tầm hơn 60 cm cơ, rất to luôn. Thực tế khi các bác nằm hai người một gối thoải mái luôn, nhưng mà theo khuyến cáo nhà sản xuất thì các bác nên sử dụng là mỗi người một gối nhá. Đấy, để nằm cho nó phát huy hết cái tác dụng công dụng của cái sản phẩm này. Đó, đó là cái chất gối công thế học nhá, chất gối công thế học. Đó đây các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là gối công thế học nhá. Đấy, gối công thế học này. Gối công thế học này hiện tại em đang sẽ có giá là 120.000 nhá, 120k cho một chiếc gối công thế học này. Nằm rất thích luôn. Đấy, nằm rất êm, rất thích. Các bác nhìn cái độ nhún của nó này. Các bác cứ ấn cho em thoải mái. Đấy, nó về bình thường luôn. Ấn thoải mái là về bình thường. Cái phần bông của nó bên trong rất là hay. Đấy, nó đàn hồi rất tốt luôn nhá. Đàn hồi rất tốt, các bác cứ gối thoải mái mà nó vẫn trở về trạng thái ban đầu luôn, nó không bị lõm gối ở nhà đâu. Đấy, nằm rất là hay. Đây các bác cùng xem thực tế về sản phẩm này. Chỉ vì chiếc gối công thái học này mà ngày hôm qua ngay trong phiên live Phạm Thoại đã ngủ quên lối về luôn. Mọi người nhìn nhá, với thiết kế lượn sóng công thái học, độ cao vừa phải, chúng ta cùng nhau trải nghiệm. Với thiết kế như này, gối sẽ giúp chúng ta tránh đau mỏi vai gáy, tạo tư thế ngủ thoải mái hơn, mà giá chỉ hơn 100.000 đồng. Mọi người nhấp vào link bên dưới đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, tạo tư thế ngủ thoải mái này. Đấy, rồi là giúp các bác không bị đau cổ vai gáy này. Đấy, rồi là các bác ngủ ngon, ngủ sâu giấc hơn. Gối này thì hiện tại em đang có giá là 120.000 nhá. 120k một chiếc này. Rồi mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác mã hàng, đó là sản phẩm về ghế inox nhá. Đấy, nhiều bác hỏi quá cái mã này luôn. Đấy thì đây, tiếp tục hàng lại về này. Dòng ghế inox nhá, nó là dòng ghế thấp ạ, dòng ghế thấp. Cái này thì ngồi cực kỳ thích luôn ạ. Cái phần đàn ghế nó rất là to. Các bác ngồi bình thường là các bác mua những cái ghế ở ngoài chợ nó rất là nhỏ, nhưng con này cái phần bản ghế rất là to. Đây em đo cho bác này. Cái đường kính bản ghế này của nó rơi vào là 25 này. Đấy, 25, 25, 26 luôn, rất to nhá, rất to. Đó. Con này thì sẽ là 4 chân, toàn bộ thiết kế bằng inox nhá. Thì các bác xài rất là bền. Đấy, không lo gì sét này. Và ví dụ như các bác sử dụng trong cái điều kiện đó là thời tiết các thứ là môi trường nó ẩm ướt mà không lo nó bị gì bị hỏng nhá. Đấy, đây, thiết kế dạng 4 chân này. Đấy, có phần hàn hàn sống ở giữa này, nên khi các bác ngồi nó cái độ chịu lực nó rất là đều. Đấy, mà không lo nó bị vẹo ở nhà nó các bác nhá. Còn đây, phần trên này của nó này. Đấy, có thiết kế dạng lô này. Đấy, các bác ngồi nó không bị edit nhá, không bị nó không bị nóng ạ, không bị nóng. Đấy, đây, bò góc chân đầy đủ hết luôn. Cái này giá bình dân thôi, chỉ có 50.000 một cái nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là ghế inox nhá. Ghế inox nhá, ghế inox dạng chân thấp nhá. Đấy, 50.000 một cái ghế inox nhá. 50.000 đây em. Đo cho bác về phần chiều cao này. Con này thì chiều cao của nó rơi vào là khoảng tầm 13,5 cm. Đấy, 13,5 cm. Đấy, nó cũng chiều cao vừa vừa. Nói chung về các bác ngồi ở nhà gia đình nhà mình này, ngồi ăn cơm ăn nước này, rồi là các bác ngồi nhặt rau, nhặt cỏ, làm bếp giáp các thứ này. Đấy, ngồi giặt quần áo này. Đấy, nói chung là sử dụng sinh hoạt gia đình nhà mình rất ok. Đây để em quay bác luôn này. Bình thường là các bác hay mua những ghế nhựa nhá. Đấy, các bác nhìn này. Một thời gian ngồi thứ nhất là nó sẽ bị lõm. Đấy, có nhìn đó, nó lõm hẳn xuống này. Mà thứ hai là ngồi ra lâu là sẽ bị nứt vỡ hết này. Đấy là các bác bỏ luôn. Mà đây là dòng Việt Nhật luôn nhá. Dòng Việt Nhật mà nhiều khi là xài nó không được bền đâu. Đấy. Nói chung là không thể bằng các cụ rồi, không phải là bằng nồi đồng cua đá được. Đấy, cái này là bằng đá bằng kim loại nên nó rất là bền luôn. Đấy, rất là bền luôn. Đó. Mà giá nó bình dân nó chỉ có 50.000 thôi. Đấy, 50.000. Lên mã giúp cho em sẽ là thỏa cái ghế dạng ghế thấp inox nhá. Đấy, 50.000 cho một cái chiếc ghế inox ghế thấp nha. Em còn sản phẩm tiếp theo đi đây, lên luôn cho bác, đó là cái hộp giòn cao su 200 cái nhá. 200 cái giòn cao su này em báo giá luôn, giá cực kỳ hạt rẻ luôn, giá cực kỳ dễ mua luôn. 40.000 một cái hộp này. Đấy, giá gọi là giá bao giá thị trường luôn. Các bác đi check tất cả các loại trên thị trường không bao giờ có cái giá 40.000. Giá siêu tốt, hàng là hàng thanh lý công ty rất xịn sò, ok các bác nhá. Một hộp này sẽ gồm có 200 tiết này. Đấy, có tất cả các loại kích cỡ khác nhau từ to đến nhỏ nhá. Đấy, từ to đến nhỏ này. Cỡ nhỏ nhất của nó là 6 x 1.9 này, và cỡ lớn nhất của nó là 30 x 3.1 nhá. Đấy, thì nó sẽ gồm có là 200 chi tiết, 200 cái giòn và tất cả các loại kích cỡ khác nhau trong một cái hộp nha. Đựng trong chiếc hộp là chia đều từng ô một luôn nhá. Nó phân chia rõ ràng luôn. Đấy, không có cái nào lẫn với cái nào, nên khi mà các bác lấy, các bác tìm, các bác làm nó rất là dễ tìm, dễ làm luôn, dễ kiếm luôn. Đấy, trong một chiếc hộp nhựa rất đẹp, ok này. Đó, mà giá thì cực kỳ dễ chịu, dễ mua. 40.000 nhá, 40.000 lên mã cho em sẽ cái hộp 200 giòn cao su 40k một nhá, 40k một. Đấy, rất ok. Đấy, các bác cùng xem thực tế video của sản phẩm. Con này nó ứng dụng trong rất là nhiều việc khác nhau luôn.
đây các bác cùng coi này. Nhiều lúc em đảm bảo nhà anh em bị dò dỉ nước, đi mua gioăng ở ngoài họ không bán đâu. Vì nếu mà họ bán cái gioăng này thì làm sao mà bán được vòi nước nữa. Mà với cái hộp như này, dùng bao giờ mới hết, vòi nào chẳng vừa. Nhiều nhưng em đảm bảo đủ hàng cho anh em, thiếu một cái thôi, cứ tìm em mà bắt đền. Hộp gioăng này làm từ cao su tổng hợp, chịu dầu, chịu axit, chống các loại kiềm, chịu được nhiệt độ cao. Em thử đốt cho các bác xem đây này. Đấy, như này có mà dùng 10 năm nữa cũng không hỏng ấy. Em còn dùng hết lực kéo nó luôn ấy, đau hết cả tay mà nó không đứt nổi. Mua hộp này quá lời cho các bác rồi, giá em để siêu dễ chịu. Em đảm bảo. Đấy, thực tế về sản phẩm nhé, chỉ có 40.000 thôi, sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Những cái gioăng ở trong ống nước các thứ này, rồi những cái phớt phiếc các thứ là các bác rất là cần cái gioăng này, nhưng mà đi ra cửa hàng kiếm không có đâu. Đấy, chỉ các bác mua cái hộp này về là có luôn này, hộp 200 gioăng cao su nhá, 40k một hộp luôn. Tiếp tục em lại về cái lô đèn led 12V. Đấy, hàng thanh lý công ty cực kỳ xịn sò của bác luôn. Đấy. À, bữa trước thì cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này, nhưng mà đang bán thì công ty người ta cũng hết hàng, nó không có hàng thanh lý. Thì đợt này người ta lại có, người ta lại gọi em này. Đấy, em ôm lô luôn đợt này, ôm lô nhiều nhưng ôm lô nhiều. Đấy, hàng xịn sò lắm. Hàng này là hàng của công ty ô tô. Đấy, công ty ô tô người ta sản xuất chuyên dùng cho những cái dòng ô tô phượt ấy. Đấy, để người ta lắp lên để thành một cái đèn pha chiếu sáng, cái hệ chiếu sáng hệ pha chuyên dùng cho những cái ô tô phượt đây này. Đấy, nên đèn rất là sáng, dùng rất ok luôn. Con này nó sử dụng nguồn là nguồn 12V luôn giúp em nhé. Đấy, về các bác dùng là dùng nguồn 12V nhé. Đấy, về các bác cứ có những cái bình ắc quy các bác cắm mà là xài thôi, hoặc là các bác có thể lắp vào làm pha led ở đèn xe máy cũng ok luôn. Đấy, rồi là các thiết bị điện hoặc là hoặc những cái thiết bị mà các bác dùng để chiếu sáng cũng ok. Máy móc các thứ này, xe cộ này, rồi là các bác dùng ở nhà cũng ok luôn. Ở nhà ví dụ lắm lúc mình mất điện, mình bí ấy, cần ánh sáng, đấy, có con bình ắc quy lôi ra cắm này vào cái sáng trưng luôn, rất là hay luôn nhá. Đấy, và đây là hàng công ty này, đi kèm cho bác luôn cả những cái giá đỡ để các bác lắp đặt này. Đấy, có cả giá đỡ lắp đặt luôn, nhưng mà thôi cái này thì bỏ qua chỗ đây. Đấy, còn đây chủ em review cho bác cái đèn. Con này thì nó sẽ gồm có 1 2 3 4 này, 1 2 3 4, tổng là 16 mắt led nhá, trong một chiếc pha này rất kín luôn. Con này chống nước cho em thoải mái nhá, hàng công ty rất xịn sò nên các bác yên tâm. Đây các nhìn này, đấy thì những cái vỏ hộp rất đẹp, nói chung là hàng xịn đấy, không phải vớ vẩn đâu. Đấy, nó sẽ có hai dây, một dây đỏ và dây đen, có thế thôi. Về đỏ là dương, đen là âm. Về các bác nhớ là đấu đúng dây giúp em nhé, đấu sai dây là em chịu các nhá, nếu mà cháy thì em chịu, bên em không bảo hành cho bác đâu. Còn về các bác nhớ giúp em là đấu đúng dây. Còn hàng này thì bên em cam kết là trước khi đi thì em test thử với bác con này luôn. Đấy, đèn rất là sáng nhá, đây test thử với bác luôn này. Con này thì về các bác có cái bình ắc quy này, đây em đang có con bình ắc quy 12V này. Đấy, các bác đấu nó vào. Đấy, đấu nó vào. Đấy, thấy không? Đèn rất sáng luôn nhá, đèn sáng lắm con này. Dùng thích cực kỳ luôn. Đấy con nhìn này, sáng trắng luôn này. Đó đây, em pha bác luôn này. Mà con này pha rất là xa nhá, con nhìn này. Đấy, pha xa chưa? Đấy mà ở đây hiện tại đang bật điện cực kỳ sáng nhá, nhưng mà nó soi pha rất là xa đây con nhìn này. Đấy, đây pha trần này. Đấy thấy không? Quá ngon lành, các bác về làm đèn pha xe máy cũng quá ngon lành luôn. Đấy, thấy không? Giá mà giá cũng cực kỳ dễ mua luôn, dễ chịu luôn. Con này sáng lắm. Các bác nhìn mà chói mắt luôn đấy. Đấy, dã man luôn. Rồi, báo giá luôn nhá. À con này thì em nói luôn là ánh sáng này là ánh sáng màu trắng nhá. Đợt này nó về cái lô này ánh sáng màu trắng, ánh sáng này rất nhiều bác hỏi cái ánh sáng này. Trước em lấy cả cái con màu vàng, nhưng mà màu vàng thì hơi ế nên thôi không lấy nữa. Đợt này lấy nguyên bác màu trắng luôn. Về các bác xài. Đấy, ánh sáng màu trắng nhá. Về các bác sử dụng chế cháo làm đèn pha xe máy ô tô hoặc là sử dụng trong rất nhiều việc luôn. Đấy, đèn chiếu sáng ngon lành luôn. Giá thì cũng thanh lý công ty thôi, công ty bán em giá rẻ, em cũng bán bác giá cực tốt luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái này, mã của nó sẽ là đèn pha led 12V nhá. Đấy, con này nó dùng cái nguồn nhớ giúp em là 12V. Đấy, đèn pha led 12V này, đèn pha led 12V nhá. Giá của nó thì em báo luôn 40.000. 40.000 một chiếc đèn pha led 12V này, chỉ 40.000 thôi. Về các bác xài rất là nhiều việc khác nhau luôn. Đấy, nhớ giúp em là sử dụng nguồn là nguồn 12V nhá. Và nó sẽ có hai dây, một dây đỏ dây đen, nó đã phân biệt đây rồi. Thì về các bác nhớ giúp em là đấu đúng cực nhá. Đỏ là vào dương, đen vào âm. Đó, thì ở đây đầy đủ phụ kiện cả ốc vít các thứ đi kèm cho bác. Về các bác xài luôn này. Đấy, một chiếc nhà là nguyên hộp nhà là 40.000 nhá, đèn pha led 12V, 40k một cái. Rồi mã tiếp theo thì đây rất nhiều bác hỏi cái mã gen con nhiệt này, thì đây em về một ít cái mã gen con nhiệt, hàng nó đã bó sẵn thành bó như này rồi. Giá nó chỉ có bình dân thôi, giá là 10.000 bó này thôi nhá. 10.000 một cái bó gen con nhiệt này, nó sẽ có các kích cỡ khác nhau. Đấy, từ 1 ly cho đến 5 ly nhá. Cỡ to nhất của nó sẽ là cỡ 5 ly. Nói chung là về con này về xài rất là hay, các bác thay thế dòng băng keo điện. Bình thường là các bác cứ hay phải dùng băng keo điện đấy à.
nó rất là mất công, cuốn cuốn cái thứ rất là lằng nhằng. Như con này các bác chỉ việc cắt em một đoạn này. Đấy, đấu ở cái chỗ các bác đấu nối, sau đó các bác dùng cái bật lửa các bác hơ đi, nó sẽ co nhiệt vào. Và con này cách nhiệt này, chống cháy cái thứ rất tốt luôn. Đấy, giá thì bên em đang gửi bác là 10.000 một bó nhá. 10.000 thôi, 10k nhá, 10k một bó gen con nhiệt này. Đấy, lấy bao nhiêu bó tính tiền bấy nhiêu bó. Thế thôi. Đấy, ví dụ là bảo cho tôi 3 bó gen con nhiệt này là 30.000. Về các bác xài cho em thoải mái luôn, gia đình cứ làm 2 3 bó về là xài cả năm giờ luôn. Đó mà chỉ có 10.000 bó thôi. Giá rất bình dân và dễ mua. Đấy, về dùng điện dân dụng gia đình các thứ này, anh em tọa thuyền dùng những cái dạng vừa vừa này thì quá ok rồi. Đấy, vừa tiền mà chi phí ít mà giá nó hợp lý. Đấy, chỉ có 10.000 thôi nhá. 10.000 một bó gen con nhiệt này các bác nhá. Vít nở sắt nhá, cực kỳ nhiều bác hỏi cái mã này luôn thì vẫn bình ổn cái giá cũ để gửi bác luôn. Thì bên em sẽ bán nó combo là 10 con vít nở sắt nha. Giá của nó sẽ là đi 30.000 này. Đây để em đếm cho bác là 2 này, 4 này. 4 6 8 10. Đây, 10 con vít nở sắt nha thì sẽ có giá là 30.000 nhá. 30.000. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là cái combo 10 vít nở sắt, giá của nó sẽ là 30.000 cho 10 con vít nha. Đấy, 30.000. Cái con vít này thì kích thước của nó sẽ là M625 nhá. Đấy, M625. À, cỡ của nó sẽ là cỡ 6 này. Cỡ vít sẽ là cỡ vít 6 và cái chiều dài của nó sẽ là 25 mm nhá. Đấy, 25 mm và cỡ vít của nó sẽ là cỡ vít 6. Đấy thì em hay gọi là cái vít M625 ấy. Đó thì gọi là cái vít nở sắt. Combo 10 chiếc là 30.000. Đây em cho các bác xem một video thực tế về cái sản phẩm này. Đây các bác cùng xem video thực tế về sản phẩm này. Sắt xẻ 4 cánh. Em này rất thích hợp cho các bác thi công lắp vách ngăn, trần thạch cao, tổng sắt. Vít xẻ 4 cánh chịu lực lớn và chống xoay tốt, đặc biệt có thể tháo ra tháo vào khi cần mà không làm ảnh hưởng chất lượng vít các bác nhà. Đấy, các bác nhìn nhá, khi mà các bác khoan một cái lỗ sau đó các bác bắt vào đấy thì nó sẽ xòe ra như một chiếc cánh hoa đấy và nó sẽ chốt chặt vào luôn đấy, có thấy không? Và các bác có thể tháo ra lắp vào được nhiều lần vì ở đây nó có một cái gen mà đấy, có thấy không? Tháo ra lắp vào thoải mái. Còn cái con bu lông nó nở cánh hoa là nó sẽ bắt chặt vào đấy rồi đấy, nó sẽ ôm sắt đấy, nó sẽ ôm chắc vào cái chỗ mà các bác bắt cái con vít này vào này đấy, thì nó gọi là cái con vít nở sắt hình cánh hoa đấy, rất là ok luôn đấy. Nói chung về các bác sử dụng dùng chế cháo rất là hay. Đó, rồi đấy là thực tế về cái sản phẩm vít nở sắt nhá. Đấy, dùng hay lắm con này. Đây, các bác cùng coi một lần nữa này. Đấy, về các bác quan một cái lỗ này, đấy, kẹp nó vào. Khi mà các bác siết vào này, các bác nhìn này nó xòe ra. Đấy, hay không? Đấy, rất ok nhá. Đấy và các bác có thể tháo ra vào nhiều lần. Coi như thay một con bu lông luôn. Bình thường là các bác cứ phải hàn hiếc các thứ mất công, như con này về các bác không cần phải hàn, khoan lỗ thôi, các bác bắt cái này vào xong. Nó tiện lắm, dùng rất là hay. Về cho anh em thợ thuyền chế cháo này, bắt đồ đạc nọ kia rồi bắt vào ấy này. Đấy, khi mà các bác siết nó vào thì nó sẽ thu nó vào và nó sẽ xòe cái cánh này lên và nó sẽ ôm sát vào. Đấy, và con này ở đây nó có một cái con bu lông là các bác có thể tháo ra, tháo vào nhiều lần nhá. Đấy, con này cỡ của nó sẽ là ốc 6 nhá, ốc 6, chiều dài nó sẽ là 25 mm. Thì bên em hay gọi là cái con M625 ấy. Đó, vít nở sắt nhá, combo vít nở sắt 10 con. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho một cái combo vít nở sắt 10 con này. Đấy, 30.000 một combo vít nở sắt với nhá. Lên nhanh luôn cho bác, đó là cái đèn LED 5 châm này. Đấy, đèn LED 5 châm, đèn LED 5 châm của thương hiệu Zuki nhá. Đèn tiết kiệm điện này rất ok. Con này về các bác sử dụng được nhiều việc lắm. Về cho anh em thợ thuyền này. Rồi là các bác làm máy may nha con nhá, làm máy may rồi các bác làm nghề. Đấy, cần một cái ánh sáng nó tập trung, các bác mua cho con đèn này. Đấy, thì cái con đèn này nó sẽ có tích hợp công tắc luôn. Và đây, thông số này, điện áp của nó sẽ là AC 110 đến 250V nhá. Đấy, và công tắc bật tắt đây này, và có đây là cái giải LED của nó. Con này rất là sáng luôn và rất là hay là nó thiết kế một cái chip áp này nữa, là các bác có thể tăng giảm độ sáng tùy vào cái nhu cầu các bác sử dụng thì các bác xoay trong cái vòng nhá. Còn đây là cái phần dây nguồn của nó. Một cái hay nữa là cái con này này là nó có cái phần nam châm nhá, có cái phần nam châm. Đây sẽ test cho bác luôn này. Đây nhá, đây khi mà các bác có cái chỗ sắt này là các bác để vào này. Đó là nó sẽ dính vào luôn. Đấy, nó sẽ dính vào này luôn và các bác thao thoải mái, các bác điều chỉnh các hướng nhá. Đấy, nó dính rất là chắc luôn, nam châm này dính chắc lắm. Rồi bắt đầu các bác giật cái dây này ra cho em, các bác cắm trực tiếp vào điện 220 là các bác xài. Đây em sẽ cắm tét bác cò này. Đấy, cắm tét bác cò nhá. Đấy, cắm vào này, bật công tắc lên này. Đấy, bật công tắc lên đó, bật công tắc đèn sáng này. Và con này các bác có thể điều chỉnh bằng cái chiếc áp này. Đấy, điều chỉnh cái chiếc áp nhá, tăng giảm độ sáng bằng cái chiếc áp này luôn. Đó, đây các nhìn này, đây em giảm xuống này, em tăng lên này. Đấy, tăng lên rất là sáng luôn nhá, tăng lên sáng lắm con này. Đấy, làm đèn làm việc các thứ rất ok đây này. Chỗ này đang là chế độ sáng vừa này. Đấy, sáng nhất đây này. Đấy, thấy không? Sáng chói luôn nhá. Sáng lắm. Về các bác sử dụng rất ok luôn. Đấy, rất hay.
có thể bẻ các hướng các kiểu nhá. Và các bác cứ có cái chỗ nào mà kim loại nam châm là nó sẽ dính vào đây, nó hít vào đây luôn, rất tiện dụng luôn nhá, rất tiện dụng luôn các bác, để thoải mái không lo rơi đâu. Đây đấy, quá ngon lành cành đào luôn này. Đấy, ok luôn. Đây đấy, đây em điều chỉnh cái chiếc áp này đấy, thấy không đó, rất ngon lành quá nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm đấy, và lúc nào không dùng nữa các bác tắt công tắc đi được, quá ok tiện lắm đó. Rồi cái này thì các bác lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn led nam châm nhá. Đấy, đèn led nam châm, đèn led nam châm, giá của nó thì em báo luôn, giá của nó thì đợt này đang được giảm giá xả kho đấy, bán nhanh các bác luôn, giá có 60.000 thôi. Bữa trước này cái lô trước về nó giá cao hơn, hình như đang bán là 8.000, đợt này nó giá rất là hạt rẻ, nó chỉ có 60.000 một cây thôi mà dùng rất là tiện luôn. Đấy, về cho các bác sử dụng hay, có tích hợp công tắc này, điều chỉnh chiết áp độ sáng này, giải led này, giải led chế độ tiết kiệm điện và rất là sáng luôn nhá. Dây nguồn sử dụng điện 220 và cả cái phần lò xo này các bác có thể uốn cong bẻ các hướng các kiểu luôn nhá. Nhá, 60.000 một con đèn nha, đèn led nam châm nhá, lên mã em sẽ là đèn led nam châm 60k một con. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác đó là cái cây gãi lưng này, cây gãi lưng nhá. Đấy, tiếp tục về số lượng lớn và giá thì cũng rất hạt rẻ bác thôi. Đấy, đầu của nó chất liệu là bằng nhựa sừng này, đấy, nhựa sừng, về các bác dùng gãi cái đầu nhựa sừng nó rất là êm, dễ chịu nhá. Đấy, và con này nó có thể kéo dài ra, thu ngắn vào, đấy, rất ok luôn, rất tiện nhá. Về các bác hay những cái vị trí mà các bác không thò tay các bác gãi được, đặc biệt là lưng liếc các thứ ra, để các bác mua cái cây về kéo dài ra thò về sau lưng các bác gãi nhá. Đấy, gãi ngứa các nhiếc các thứ massage ok luôn, giá thì em báo luôn. Bình dân hạt rẻ thôi, 10.000 nhá, 10.000. Lên mã giúp cho em sẽ là cái cây gãi lưng nhá. Đấy, bên em đang bán một cái cây gãi lưng này là 10k. 10k các nhá, 10k một cây gãi lưng thôi, chỉ có 10.000. Giá quá hạt rẻ luôn. Nhiều bác hỏi là keo hai thành phần thì bên em còn không, thì em báo bác luôn là bên em vẫn còn hàng nhá. Keo hai thành phần thì vẫn còn hàng đây. Keo hai thành phần AB đây. Đấy, thì bên em đang bán một cái típ này là 40.000 này. Một típ keo hai thành phần này là 40.000. Đấy, 40k nhá. Keo này thì siêu cứng luôn. Đấy, các bác bất chấp cả máy khoan các thứ ra luôn, nó cứng hơn cả đá cả sắt luôn nhá. Đấy thì về rất là dễ dùng thôi. Về thì ở đây về các bác mở trên cái van này ra này. Đấy, mở van thì nó các bác sẽ thấy hai cái phần keo này, một cái phần màu vàng và một phần màu đen này. Đấy thì các bác dùng cái xi lanh này. Đấy, dùng cái đầu xi lanh này các bác đẩy nó lên. Đấy, các bác cho đây các bác đẩy lên. Và các bác bơm nó ra một lượng vừa đủ thôi. Đấy, nói chung là các bác xem nó ít nhiều là các bác bơm ra một cái lượng mà phù hợp để các bác cần vá cái chỗ đấy nhá. Các bác bơm ra sau đó các bác trộn đều hai cái hỗn hợp keo màu vàng và màu đen này, trộn thật đều lên. Đấy, sau đó các bác phết trực tiếp vào cái chỗ mà nó cần, các bác cần vá víu, cần chóc vào. Đấy, sau đó các bác để nó khô là các bác sử dụng thôi. Keo cực kỳ chắc luôn, keo dùng thích lắm. Cái này thì bán khá là nhiều mà các bác dùng về dùng để vá, hay nhiều bác hay vá lốc máy rồi những cái chỗ mà sắt xi, ống nước các thứ, ống nước bằng sắt ấy nó hay bị vỡ rồi thì các bác dùng để vá vào, vệ sinh sạch sẽ cái chỗ mà các bác cần vá đi, sau đó các bác phết cái này vào. Lọ keo hai thành phần nhá. Lọ keo hai thành phần này đang có giá là 40.000, lên mã em sẽ giúp em sẽ là cái lọ keo hai thành phần. Đấy, keo hai thành phần này 40k một cái típ keo hai thành phần nhá, 40k. Một típ này là 100ml nhá. Đấy, một típ này là 100ml. Đấy, 40k một cái lọ này các bác nhá. Nhà bác nào mà có những cái đồ bằng sắt thép hay là ống nước bị gãy vỡ thì nên sử dụng cái loại keo này. Đây là cái loại keo hàn nối vá sắt thép hay là nhựa rất là tốt luôn. Những cái chỗ mà bị vỡ nứt hay là gãy chỉ cần phủ một lớp keo lên, đợi ít phút cho nó khô cứng lại là ok luôn. Dán xong các bác có thể thấy rất là chắc luôn. Nó chống thấm nước và chịu nhiệt độ cao lên tới 200 độ C. Và các bác thấy hay như ủng hộ nhá.